đồ chơi xịn xò đi con ơi. Đi thôi, đi 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 đi. Wow, chiếc xe xịn quá các bạn ơi. Đi 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 đi. Máy xúc cát bây giờ sẽ đi tìm xe đồ chơi thôi các bạn ơi. Đi 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 đi. Wow, máy xúc cát đã phát hiện ra đây có rất là nhiều xe cần cẩu này. Một chiếc xe cần cẩu, hai chiếc xe cần cẩu luôn. Đó, con xe cần cẩu xịn rồi. À, xe cần cẩu, hai chiếc xe cần cẩu nha các bạn ơi. Một hai chiếc xe cần cẩu này. Wow, hai chiếc xe này. Wow, máy xúc cát này đẹp nha. Đây, xe cần cẩu móc màu xanh này các bạn ơi. Nào, đây có một chiếc xe máy xúc cát màu vàng siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. À, xoay được cả bồn từ đời bê tông bên trong ấy các bạn ạ. À, chiếc xe bồn này cũng rất là xịn này các bạn ơi. Đấy, xoay được cả bồn nha. Wow, chiếc xe vận tải vận cẩu này cũng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Wow, hạ cân luôn này. Ui, đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy thang ấy các bạn ạ. À, xe cứu hỏa chữa cháy thang này xịn quá. Ôi, đây là một chiếc xe bíp này các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân nha. Wow, xe bồn chở nước này các bạn ơi. Ồ, cái vòi phun nước của xe trộn bê tông này các bạn ơi, xoay bồn, xoay bồn. Đó, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Wow, hôm nay rất là nhiều xe luôn. Đây, một chiếc xe cứu hỏa này cũng rất là xịn, mình chạy thử luôn nha. Xem tốc độ đỉnh cao không nào. Đó, bi 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 bi. Ui, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi, động cơ rất là mạnh luôn. Bi 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 bi. Bây giờ đi ra vườn để tìm xe đồ chơi mới đi các bạn ơi. Ở ngoài vườn có rất là nhiều xe đồ chơi mới. Đây là ô tô với hình thành robot để cầm cây kiếm để chiến đấu này, đẹp nha các bạn nhỉ. Đó, cái bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn, rất là mới này các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra đây là một chiếc xe dọn rác xịn sò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe dọn rác rất là đẹp nha. Đó, rất là mới, rất là to luôn, siêu to khổng lồ các bạn ạ. À, đây là robot bên hình thành ô tô bay này các bạn ơi. Đấy, robot này chiến đấu luôn nha. Wow, đây mình phát hiện ra robot, robot chiến đấu này cầm cây kiếm này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ui, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe cẩu chuyên đi xúc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là đẹp này. Wow, màu vàng đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát múc nào. Wow, đẹp quá các bạn ạ. À, một chiếc xe máy xúc cát xịn xò luôn nha. Quá là xịn luôn. Ui, các bạn ơi, tiếp theo là một bộ đồ chơi có 4 chiếc xe công trình rất là đẹp nha. À, có 4 chiếc xe công trình rất là xịn xò luôn. Có xe tải nha, xe tải này. Xe trộn bê tông, xe cần, đây là xe trộn bê tông này. Đó, xe cần cẩu này. Wow, máy xúc cát này. Xe tải này. Wow, các bạn ơi, đây có bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp. Có xe cẩu múc cát nha. Đấy, xe xúc nật này. Xe xúc nật là xe máy xúc này. Wow, xe khoan bê tông này. Wow, xe đu đường này các bạn ơi. Ôi, hay chưa. Đó. Đây có một chiếc xe máy xúc cũng rất là xịn này các bạn ơi. Xe cần cẩu cho đi xúc cát, múc cát nào, múc cát, múc cát nào. Wow, đẹp quá. Bíp 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 bíp. Ôi, đây có một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu cho đi xúc cát rất là đẹp nha. Wow, mới chưa múc nào, một đầu nào, hai đầu nào. Wow. Ở đây có một chiếc xe máy xúc màu vàng siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Đây là máy xúc cát màu vàng siêu to khổng lồ nha. Rất là to luôn này các bạn ơi. To lắm. Đây có bộ đồ chơi xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi xe cứu hỏa chữa cháy này cũng rất là đẹp đấy. Ô, xe bồn nha, xe bồn này. Wow. Đây là xe cần cẩu móc này. Wow, xe cứu hỏa này. Xe cứu hỏa thang này. Xe cứu hỏa lưng người này. Wow, xe cứu hỏa lưng người luôn. Đấy, cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp đấy các bạn ơi. Wow, hôm nay nhiều đồ chơi đẹp thế nhở. Đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu nha. Wow, đây là một chiếc tàu điện siêu tốc độ nha. Đó, đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay quá. Ui, ở đây mình phải lấy ra bộ đồ chơi có 4 chiếc xe công trình này. Có xe trộn bê tông này, máy xúc cát này, xe cần cẩu này, xe tải này. Ui, các bạn thấy nhiều xe chưa. Wow, ở đây mình phát hiện ra có bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp nha. Có xe chỉ cần cẩu móc này. À, xe máy xúc này. Wow, xe tải này. Wow, xe trộn bê tông này. Wow, toàn là xe đẹp đấy các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu siêu to khổng lồ đang cẩu một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ui, xe cần cẩu siêu to khổng lồ chở
cậu một chiếc xe máy xúc cát luôn đấy. Xe cần cậu cũng cậu một chiếc xe máy xúc cát con nợ này. Ui xe cần cậu xe nu đường này các bạn ơi. Ui xe cần cậu một chiếc xe cẩu gỗ. Ui xe cần cậu một con chó. Ây xe cần cậu một chiếc xe lưng hàng này các bạn ơi. Ui xe cần cậu xe xúc nật này các bạn. Ui đây là máy xúc cát này. Ui xe máy xúc cát to khổng lồ. Ui xe bồn chứa đựng siêu bự này các bạn ơi. Ui toàn là xe thôi. Ừ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cẩu một chiếc xe nu đường bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe nu đường bằng sắt nguyên khối. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu. Ui đây là xe cẩu boli nhá. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu gỗ này các bạn ơi. Ui chiếc xe vận tải vận cẩu này xịn lắm các bạn ạ. Ui các bạn ơi. Đây rồi, đây là một chiếc xe xúc nật này. Đó, ui mình lấy ra cho bằng xe nha. Đây là một chiếc xe ủi cát nha. Đây là một chiếc xe xúc nật đấy các bạn ơi. Ui, các bạn đẳng cấp chưa? Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe lâm hàng này. Đây là một chiếc xe chuyên lâm hàng này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp chưa? Ui, máy xúc cát này. Đấy, đây là xe xúc nật này các bạn ơi. Ui, đây rồi, đây là một chiếc xe nu đường này các bạn ơi. Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe, bốn chiếc xe luôn. Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe container. À, hộp xe container rất là mới nè. Nào, bây giờ mình lấy ra. Ui, xe container bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. Đây là xe container bằng sắt nguyên khối đấy các bạn ạ. Wow, cậu này đẹp chưa nào. Xe pip 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 này các bạn ơi. Pip 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 này. Đây là một chiếc xe cảnh sát chở phạm nhân này các bạn ơi. Hay chưa, xe cảnh sát chở phạm nhân đấy các bạn ạ, đẹp quá. Ui các bạn ơi, bây giờ mình xem ở đây có chiếc xe gì xịn không nhá. Các bạn nhìn thấy xe gì xịn không vô mình nào. Đây là một chiếc xe mô tô này, đây là một chiếc xe máy cảnh sát, đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ, có cái móc này. Đây là xe cần cẩu móc, một chiếc xe cần cẩu móc điều khiển từ xa đấy các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe cần cẩu móc điều khiển từ xa này không? Xe cần cẩu móc điều khiển xe 360 độ này. Rồi bây giờ mình giới thiệu với các bạn một chiếc xe cần cẩu, đang cẩu một chiếc xe máy nhá, đang cẩu một chiếc xe mô tô đấy. Rồi đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp này các bạn ơi, một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn, xoay bồn này, cho đều bê tông bên trong và điều khiển nuôi này các bạn, nuôi với đây nè. Đó một chiếc xe bồn. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy nha, một chiếc xe chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, đây là một chiếc xe chuyên đi nâng hàng này, đây là một chiếc xe nâng hàng này các bạn ơi. Các bạn ơi, đấy các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe tải chở ô tô này. Đây là một chiếc xe tải 2 tầng luôn, chở ô tô luôn. Một chiếc xe tải 2 tầng chở ô tô rất là đẹp này các bạn ơi. Các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe tải điều khiển từ xa này. Đây là một chiếc xe tải điều khiển xoay 360 độ này các bạn ơi. Ui, lên thùng và hạ thùng này. Wow, hay chưa? Một chiếc xe tải điều khiển từ xa rất là đẹp luôn. Nó xoay tròn. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ủi nhá. Bây giờ mình sẽ ủi này, ủi nào. Đó, một chiếc xe máy xúc nật rất là đẹp luôn. Đó, hay chưa? Nào, ủi nào. Ui, các bạn ơi, một chiếc xe xúc nật rất là đẹp. Wow, đây là mình tìm thấy một chiếc xe container chuyên đi chở hàng nha. Đây là một chiếc xe container chuyên đi chở hàng này. Đấy, các bạn ơi, mình xem xe container này bằng sắt này. Mình xem nào, một chiếc xe container rất là đẹp luôn. Ở bên trong khoảng những chiếc xe gì nào. Đấy, các bạn ơi. Và bây giờ mình lấy ra xem ở bên trong chiếc xe container này. Cái hộp đồ chơi mới này, ở bên trong có chiếc xe gì nhá. Đấy, một chiếc xe container bằng sắt hay sao ấy. Nào, bây giờ mình kéo ra để lấy ra để cho bằng xem nha. Ở trong có một chiếc xe container bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe container. Chở xe này là một chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi. Nào bây giờ xe container sẽ chở lúa đi phơi nhá. Xe container chở lúa đi phơi nào. Wow, ui. Ủi nào. Đây là một chiếc xe container đấy. Một chiếc xe ủi đất, ủi lên công xe container này các bạn ấy. Đấy, các bạn ấy hay chưa? Ôi, xe container chở được rất là nhiều lúa luôn đấy. Bây giờ chở lúa đi phơi nào. Wow, các bạn ấy hay chưa? Đấy, xe container biết luôn đấy các bạn ạ. Nó hay quá các bạn ơi. Nào,
bây giờ mình sẽ chụp nào. Tiếp theo một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe bồn hay không? Một chiếc xe bồn có thể xoay được cả bồn cho đầy bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông đấy các bạn ạ. Wow, các bạn có thích chiếc xe bồn này không? Một chiếc xe bồn màu xanh rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông nhá. Đây, một chiếc xe bồn đẹp quá các bạn ơi. Wow, có âm thanh và ánh sáng đấy các bạn ạ. Ui, nào bây giờ mình phải chạy thử bữa nào. Pi 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 pi. Wow, các bạn ơi, tiếp theo nào. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô này. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô đấy. Đó, hay chưa? Ui, đẹp chưa này? Đó, wow. Một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô rất là đẹp đấy. Ui, bi 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 bi. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe chở thú nha, một con hổ đấy. Đây là một chiếc xe chở thú, một con hổ này có râu này, chạy bằng chẳng 6 bánh này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Đây là một chiếc xe chở thú, chở xe đồ chơi luôn đấy. Có râu này, có râu này, có răng luôn này các bạn ơi. Có mắt này. Wow, chiếc xe con hổ này đẹp quá. Chở cả xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, các bạn hay chưa? Chở cả xe tải chuyên đi chở đất này. Wow, hay quá các bạn ạ. Nào bây giờ mình lại cho tất vào đây nha. Bây giờ mình sẽ chở đi chơi nào. Bi 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 bi. Wow, xe chở thú này chạy rất là nhanh các bạn ạ. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông con hổ này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông con hổ rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, có răng, có răng, có răng này. Wow, xe trộn bê tông thú này các bạn ạ. Xe trộn bê tông hổ đấy, đẹp quá. Nào bây giờ mình chỉ thử con nhà. Nào bây giờ xe cần cẩu, xe cẩu, một chiếc xe máy xúc cát lên cho bạn xem. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát, xe cần cẩu, xe cẩu. Một chiếc xe máy xúc cát lên cao này. Wow, lên cao, lên cao, lên cao. Ui, các bạn ấy hay chưa, hay chưa? Một chiếc xe cần cẩu, cẩu máy xúc lên cao hơn đấy các bạn ạ. Wow, hay quá các bạn ạ. Đó, các bạn ấy hay chưa nào? Ồ, đấy, một chiếc xe cần cẩu, cẩu máy xúc lên cao hơn đấy các bạn ạ. Đó, các bạn ấy hay chưa nào? Ồ, hay quá, hay quá, hay quá, vui quá, vui quá. Nào bây giờ mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe khoan bê tông. Ui, móc trượt rồi, móc trượt. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Đây là một chiếc xe khoan bê tông này. Nào bây giờ mình sẽ cẩu lên cho bạn xem. Đấy, cẩu lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, lên cao. Wow, hay chưa? Các bạn thấy hay chưa nào? Đấy, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Xe cần cẩu móc poly này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu móc poly. Nào đây có một chiếc xe ô tô Lamborghini, xe đội trưởng Mỹ nhá. Wow, hay quá các bạn ạ. Ô, các bạn ơi, đây có một chiếc xe ô tô Lamborghini nữa này. Đây là một chiếc xe ô tô. Ui, ở bên này có xe cần cẩu. Xe cần cẩu rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, rút cần dài ra nhá. Đây là xe cần cẩu 36 nha. Nào bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe máy xúc lên cao này các bạn. Đấy, mình cẩu lên cao này. Wow, hay quá các bạn ạ. Đấy, mình cẩu máy xúc cát lên cao đấy. Nào bây giờ mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe máy xúc cát poly lên cao nữa. Nhưng mà chiếc xe này rất là to. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn ra một. Bây giờ mình sẽ cẩu một chiếc xe máy xúc cát lên cao nha. Wow, cẩu máy xúc cát lên cao này, lên cao, lên cao. Wow, bây giờ mình sẽ đi kiểm những xe đồ chơi ở trong cái chỗ đồ chơi này nha. Xem ở trong cái chỗ đồ chơi này có những chiếc xe gì nào các bạn ơi. Đó, ở trong này có rất là nhiều xe đồ chơi rất là mới và đẹp. Nào bây giờ cùng mình khám phá nào. Ở bên trong này có xe trộn bê tông, xe tải, xe trộn bê tông, xe tải, xe cần cẩu. Đây là xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Trộn bê tông này. Ô, các bạn thấy không nào, đây là máy xúc cát này. Đây là xe cần cẩu chuẩn bị xúc cát này. Rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, múc nào, múc một gầu nào. Thế một gầu nữa nào. Wow, đấy. Đây có một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Nào múc nào. Wow, hay chưa, hay chưa các bạn thấy không nào. Nào bây giờ mình sẽ chở với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe gì đó này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này.
Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, máy xúc cát cảnh sát nha. Bây giờ máy xúc cát sẽ đi tìm xe đồ chơi nào. Ui, máy xúc cát này tìm thấy một chiếc xe rất là to này. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn ở video mới nha. Xin chào các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Xoay cần. Đây là máy xúc cát điều khiển từ xa xịn xó đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Đó, lưng cần, hạ cần. Đó, xịn chưa? Wow. Đấy, lưng cần. Đó, hay quốc các bạn ạ. Wow. Các bạn thấy chiếc xe máy xúc này xịn không nào? Đấy, các bạn ơi, đây có một chiếc xe ô tô. Đây là xe ô tô Lamborghini xịn xò này. Xe bồn, các bạn ạ. Xe trộn bê tông này. Wow. Đây là một đầu kéo container này các bạn ơi. Xe trộn bê tông xịn xò này các bạn ơi. Wow, xe 95 này. Xe 95 điều khiển nha. Wow, xe trộn bê tông này. Wow. Xe tải nha. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là xe cần cẩu xúc cát nha. Đây là một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe máy xúc. Ui, bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nhá. Đấy, các bạn thấy nhiều xe chưa? Bây giờ mình sẽ điều khiển, dùng chiếc xe này mình điều khiển nhá. Đấy, một chiếc xe điều khiển xịn xò đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình chơi đâu nào. Bip 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 bip. Xe tải điều khiển nhá, xe tải điều khiển xịn xò đấy các bạn ơi. Bip 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 bip. Nui. Hay chưa, các bạn đẳng cấp chưa nào? Wow. Bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Ở đây có rất là nhiều xe trộn bê tông này, xe trộn bê tông, xe cứu hỏa chữa cháy đi các bạn ạ. Nào, bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nào các bạn ơi. Và đống cát kìa. Wow, bây giờ cùng mình khám phá thôi các bạn ơi. Wow, xe trộn bê tông này các bạn ơi, đây là xe trộn bê tông xịn xò này các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, xịn chưa? Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay chưa? Xịn quá. Đó. Một chiếc xe trộn bê tông quá là xịn luôn. Wow. Các bạn ơi, xe trộn bê tông đẹp quá, màu trắng nha. Ở trong này còn rất là nhiều xe đồ chơi nha. Rất là nhiều ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Nào, bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có chiếc xe gì nào. Đây là một chiếc xe của đội trưởng Mỹ nha. Xe đua tốc độ đỉnh cao luôn. Đó, bíp bíp bíp, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Bíp 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 bíp. Wow, hay chưa? Đó. Đẳng cấp chưa? Bíp 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 bíp. Ui, đây có một chiếc xe trộn bê tông xịn xò này. Wow. Xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Ui, xịn xò chưa? Đó, xoay được cả bồn nha. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là mới luôn, xoay được cả bồn ấy các bạn ạ. Wow, hay quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu nha, một chiếc xe vận tải vận cẩu lưng cần. Wow, hay chưa? Hạ cần này. Ui, một chiếc xe cần cẩu giải cứu ô tô ấy các bạn ạ. Xịn xò chưa này? Wow, hay lưng cần. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô. Các bạn ạ, xịn xò chưa? Wow. Hay chưa các bạn ơi? Một chiếc xe vận tải vận cẩu quá là xịn luôn, quá là đẹp luôn. Nào, các bạn thấy xịn xò chưa? Ui, đó, có âm thanh và ánh sáng luôn nha. Bây giờ mình phải chạy thử luôn nào. Bip 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 bip. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy rất là xịn xò đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Đó, một chiếc xe này là xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa? Một chiếc xe cứu hỏa xịn quá các bạn ạ. Wow, lăn cần. Hạ lăn cần. Đẳng cấp chưa? Đó, một chiếc xe cứu hỏa lăn cần này các bạn ơi. Nào, rút cần dài ra nhá. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy rất là đẹp có gương luôn nhá. Quá là xịn, xịt nước. Wow, xe trộn bê tông xịn xò này các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là đẹp luôn. Xoay được cả bồn đi các bạn ạ. Có xẻng xúc bê tông, có vòi chút bê tông. Ui, chiếc xe này đẹp quá. Xoay bồn. Bip 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 bip. Wow. Đấy, có một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là xịn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là mới luôn đấy các bạn ạ. Ui, đẹp chưa này? Wow. Đó, hay chưa? Ui, xịn xò chưa các bạn ơi? Wow. Đó, các bạn này chiếc xe bồn trộn bê tông này có đẹp không nào? Ui, các bạn ơi, tiếp theo nào. Đây có một chiếc xe trộn bê tông xịn xò nha.
Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông rất là đẹp, xoay được cả bồn chuyên đèo bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này mới và đẹp quá, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Wow, nói có xẻng xúc bê tông này. Đó, chiếc xe này quá là xịn luôn đấy các bạn ơi. Wow, đây là xe cẩu múc cát này các bạn ơi, xe cần cẩu chuyên đi xúc cát đẹp quá. Ôi các bạn ơi, chiếc xe này mới và đẹp quá các bạn ạ. Đây là máy xúc cát này, xe cần cẩu chuyên đi xúc cát màu vàng rất là xịn này các bạn ơi. Đây, một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn nha. Ồ, có âm thanh và ánh sáng đấy các bạn ạ. Ồ, đây là xe cần cẩu này. Đây là một chiếc xe mà cần cẩu móc này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc xịn xó nha. Nào, bây giờ mình chỉ thử nó nào. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc quá là xịn luôn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Hẹn các bạn ở video mới nha. Rồi, xin chào các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha. Chưa cháy này. Đây, đầu tiên giới thiệu với các bạn, đầu tiên là một chiếc xe cứu hỏa thang chữa cháy nha. Cái thang rất là dài, dài như thế này mới chữa được cháy ở trên tầng 2, tầng 3 các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cứu hỏa thang chữa cháy có 4 chân trống luôn. Các bạn thấy xịn sò đẳng cấp chưa nào? Wow, bây giờ mình chạy ra ui các bạn ơi. Ở bên này mình còn phát hiện ra đây là một chiếc xe tải chở ô tô nha. Đấy, một chiếc xe tải chở ô tô tốc độ đỉnh cao luôn. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Ui, động cơ rất là mạnh luôn. Đó, hay quá các bạn ạ. Xe không phanh, Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác các bạn ạ. Chiếc xe này chuyên đi cẩu rác và chở rác. To như thế mới cẩu được nhiều rác và chở được nhiều rác đấy các bạn ạ. Đây là xe vận tải vận cẩu các bạn nhá. Đây, bây giờ mình phải chạy thử luôn, tốc độ có đỉnh cao không nhá. Các bạn ơi, chiếc xe này chịu khó qua động cơ rất là mạnh luôn. Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe máy xúc cát nữa này. Đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chiếc xe này xịn xò chưa? Wow, hay chưa? Đó, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào? Quá năng ngầu luôn nha, một chiếc xe máy xúc cát quá là xịn xò đẳng cấp luôn. Wow, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, ở đây mình có phát hiện ra một chiếc xe bồn chở bê tông nha. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông này các bạn ơi. Đó, xoay được cả bồn và lắp cái này để kín vào nhà đó. Các bạn thấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Ui, một chiếc xe bồn chở bê tông đẹp quá các bạn ơi. Quá là xịn sò, đẳng cấp luôn. Rồi, đây có một chiếc xe cần cẩu móc nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc có số 51 này các bạn ơi. Ui, có cái móc này, thả được cả cần luôn. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc xịn sò quá. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó, các bạn nghe cái động cơ có đến mạnh mẽ cẩu có ngầu không? Ui, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu. To như này mới chở được nhiều xăng dầu đấy các bạn ạ. Đó, có thể chở được cả nước nha. Đây là xe bồn đấy các bạn ơi. Một chiếc xe bồn to đẹp quá. Động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Ui, các bạn nghe cái động cơ có mạnh không nào? Ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe ben chuyên đi chở đất này. Đấy, một chiếc xe ben này là xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Các bạn nghe tiếng có chiếc xe ben này có xịn không nào? Mình rất là thích chiếc xe ben này luôn. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Wow, hay quá. Đẳng cấp quá. Rồi các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy. Ui, các bạn thấy có chiếc xe bồn này có xịn không nào? Có xẻng xúc bê tông này, có vòi hút bê tông này. Wow, các bạn thấy cái chiếc xe này có ngầu không? Đó, xịn xò chưa? Ui, đẳng cấp chưa? Wow, đây là xe vận tải vận cẩu này, xe vận tải vận cẩu. Đó, chở xe xúc nặt đấy các bạn ạ. Ui, xịn xò chưa, đẳng cấp chưa? Đây là xe xúc nặt này. Đó, một chiếc xe xúc nặt đẹp quá. Đây là xe vận tải vận cẩu kiểu ô tô máy xúc đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa? Đây là một chiếc xe này là xe môi trường chuyên đi chở rác đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác rất là xịn này các bạn ơi. Ui, các bạn đánh ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Wow, hay chưa, các bạn đánh ngầu chưa? Đây, ở bên trong có thùng rác này, đó, xịn xò chưa? Ui, đẳng cấp chưa? Bíp bíp bíp. Đây có một chiếc xe ben chở đất này. Đó, xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Đó, đấy, xe ben xịn quá. Đó, đẳng cấp quá các bạn ơi. Ui, đây là xe tải chở ô tô này. Đó, xe tải chở ô tô. Đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi.
Đấy, một chiếc xe cần cầu. Móc đấy các bạn ạ. Bây giờ xe này có thể cầu một chiếc xe lân hàng lên. Các bạn xem nhá. Đây mình cầu xe lân hàng nữa, móc chưa rồi, móc chưa. Bây giờ mình phải móc lại thôi. Các bạn ơi, mình móc lại này, mình móc cầu lên cao này. Ôi, các bạn thấy ngầu chưa? Ngầu và đẳng cấp chưa? Ui, hay chưa? Wow. Đó. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Ui, ngầu chưa nào? Win. Đó, các bạn ơi, ui, mình tìm thấy một chiếc xe tăng và một chiếc ô tô này. Đây là một chiếc xe bán tải nha, một chiếc xe ô tô bán tải đấy các bạn ạ. Wow, các bạn thấy ngầu chưa, đẳng cấp chưa? Wow, hay chưa? Đó, xịn xò chưa? Ôi, mình để đây nha. Thảo này giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe tăng ấy, một chiếc xe tăng quân sự ấy. Tăng. Đó, đẳng cấp chưa? Ui, ngầu chưa? Nào các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nào. Nào, mình đi tìm tiếp nào các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe cặp gỗ này. Đây là một chiếc xe cặp gỗ nha. Wow, một chiếc xe cặp gỗ màu vàng các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe cặp gỗ màu vàng đẹp quá. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất từ kênh của mình. Xin chào hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn. Mình vẫn còn tìm một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Ôi. Xe bíp nha, rồi chào các bạn nha, bye bye. Đẹp nha. Ui, đây mình phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát màu vàng. Đấy đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe máy xúc cát màu vàng đẹp này các bạn ơi. Nào múc nào. Wow. Một chiếc xe cần cầu múc cát đẹp. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe cần cầu xúc cát đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá. Đấy, múc nào. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe nữa này các bạn. Đây là một chiếc xe máy xúc cát có gầu bằng sắt luôn nha. Wow, hay quá. Một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá. Ui, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông, xoay bồn chứ đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ui, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Đấy, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe bồn trộn bê tông đẹp luôn, xoay được cả bồn đấy các bạn ạ. Wow, ở đây mình phát hiện ra có xe tải chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đấy, xe đen chuyên đi chở đất nha. Wow, đẹp quá. Bip. Ui các bạn ơi, bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp đó này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn. Ui các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe lân hàng nha. Đây là một chiếc xe lân hàng đấy. Ui, đây là một chiếc xe tải màu vàng này. Đẹp chưa? Bip. Ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là mới và đẹp. Wow. Ở bên này mình phát hiện ra có xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nhỉ. Đây là một chiếc xe cầu múc cát này. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy, xe cầu múc cát cần dài nha. Wow. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp luôn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc. Đây là xe cần cầu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cầu móc đẹp quá. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Đây là một chiếc xe cần cầu móc đẹp quá các bạn ạ. Wow. Đây là một chiếc xe cần cầu móc có thể cầu được cả một chiếc xe cần cầu nhỏ lên. Đây này. Cầu một chiếc xe cần cầu lên cao này các bạn ơi. Đẹp chưa? Wow, đây có một chiếc xe bíp màu trắng đẹp quá các bạn ạ. Đây là xe bíp nha. Wow. Đẹp chưa này các bạn ơi? Đây mình còn tìm thấy một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông nha. Wow. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa nào? Có vòi trộn bê tông không nha, có xẻng xúc bê tông kìa các bạn ơi. Wow, hay chưa? Các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe đồ chơi nhá. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này, xe cẩu múc cát đẹp này các bạn ơi. Một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe máy xúc này luôn. Các bạn có thích không? Đây một chiếc rồi. Đấy các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe lưng hàng này. Đây là một chiếc xe chuyên đi lưng hàng đấy. Các bạn có thích chiếc xe này không? Đẹp chưa? Xe lưng cả máy xúc cát lên cao luôn này các bạn ơi. Đấy, lên cao luôn nha. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây có một chiếc xe tải. Xe tải này là xe tải chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Một chiếc xe tải chuyên đi chở đất rất là đẹp này. Wow, hay chưa? Các bạn thấy đẹp chưa nào? Wow, một chiếc xe đèn chuyên đi chở cát này. Các bạn ơi, các bạn thấy nhiều xe đồ chơi mới phải đẹp chưa? Đây là có, đây rồi. Mình đã tìm thấy còn rất là nhiều xe. Xe này là một chiếc xe dọn rác này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe dọn rác rất là đẹp này các bạn ơi.
Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không các bạn? Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe này là xe bồn chuyên đi chợ xăng dầu này. Đẹp quá các bạn ạ. Đẹp quá nào. À, cùng mình đi tìm tiếp nào. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô. À, xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này. Các bạn thấy chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này có đẹp không nào? Bip 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 bip. Động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. À, động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn thấy hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi không? Đây ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe dọn rác cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe dọn rác nhá. Các bạn nhá, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác. Rất là đẹp luôn. Nó bip 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 bip. Bít đấy, hay chưa? Nó phải đẹp chưa? Wow, hôm nay mình tìm thấy có cả xe trộn bê tông này. Đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Rất là đẹp các bạn ạ, màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, hay quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông, xoay bồn cho đều bê tông đêm trong luôn này các bạn ơi. Các bạn có thích không? Wow, đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát rất là đẹp này. Wow, xịn chưa, gọi xịn chưa, đẹp chưa. Wow, một chiếc xe máy xúc nhở. Đây đây đây. Đây thôi, mình tìm thấy một chiếc xe này là một chiếc xe này là một chiếc xe thang này. Đây là một chiếc xe thang rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi mới và đẹp quá này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. À đấy, một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Nào, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe tải chở máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe tải chở máy xúc cát rất là đẹp luôn nhá. Wow, đây đây, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải chở xe đạp nhá, xe tải chở xe đạp này. Wow, cậu bé đạp xe đi học đấy các bạn ạ. Nào, đây có một chiếc xe tải chở ô tô này, xe tải chở ô tô đẹp chưa này các bạn ơi. Đấy, đâm thùng này, đâm thùng này. Wow, hạ thùng này. Đấy, một chiếc xe tải rất là đẹp luôn. Wow, còn đây đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Một chiếc xe lửa đẹp chưa này. Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe cứu hộ máy bay cảnh sát này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không nào, đẹp chưa nào. Đây là máy bay cảnh sát đấy nhá. Wow, mình còn thấy xe trộn bê tông đẹp này các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp quá. Đây là xe lâm hàng đẹp này. Hôm nay mình chỉ thấy toàn là xe lâm hàng thôi các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe lâm hàng này không? Wow, đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Đấy, xe tải chở xe xúc lật nha. Đây là một chiếc xe cậu múc cát này. Đây là một chiếc xe cần cậu múc cát này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Oh, đấy, các bạn ơi, hay quá. Đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Wow, hay chưa. Đây có một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đi các bạn ạ. Các bạn này, chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. À, đây có một chiếc xe cân cầu móc này. Đây là một chiếc xe cân cầu móc rất là đẹp này các bạn ơi. Đẹp chưa này. Đẹp quá. Đây có một chiếc xe máy xúc cát này. À, đẹp chưa. Đấy, hay chưa. Ui, các bạn ơi, một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá. Đây là xe trộn bê tông nhá. Wow, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Wow, hay quá các bạn ạ. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Nó màu vàng nhá. Wow, một chiếc xe cần cẩu móc màu vàng rất là đẹp này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe cần cẩu móc màu vàng? Ui, đây là xe dọn rác này các bạn. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác này các bạn ơi. Wow, các bạn xem video này hay thì nhớ bấm đăng ký kênh nha. Đây là xe máy này, xe máy này. Đây, đây là một chiếc xe máy đấy. Xe máy, đây là một chiếc xe lửa này. Xe lửa chở con rùa, con cá biển bên trong này. Wow, đây, đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe tải nha. Đó, đây là một chiếc xe gì đây nào? Một chiếc xe tải đen đấy, xe tải chuyên đi chở đất này. Ô, đây có một chiếc xe máy xúc này, à múc đào. À, đây có một chiếc xe tải này. Ô, xe tải chở ô tô này. Wow, đây có một chiếc xe cậu múc cát này. Wow, hay chưa? Múc đào, múc đào. Ô, đây là một chiếc xe bít này. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn ở video mới nha. Xin chào, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Ơi, wow, máy xúc cát điều khiển xoay 360 độ luôn. Pi, cẩu rất là to này. Hai chiếc xe cần cẩu to này. Wow, ba chiếc xe cần cẩu to luôn này các bạn ơi.
Ui, 4 chiếc xe cần cẩu to luôn. Đó, 5 chiếc xe cần cẩu to này. Ồ, các bạn thấy không? Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp nhá. À, xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Các bạn ơi, tiếp theo nào. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này. Ồ, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe trộn bê tông cũng rất là đẹp và mới này các bạn ơi. Ồ, chiếc xe này rất là đẹp các bạn ạ. Ôi, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, tiếp theo nào. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát nha. Xe cần cẩu cho nên múc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Ồ, hay chưa. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là mới này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp đấy các bạn ạ. Wow, đây nữa này, đây là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này các bạn ơi, xe tải nha. Đó, đây là một chiếc xe dọn rác này, xe môi trường dọn rác rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát nha, xe cần cẩu múc cát đẹp quá các bạn ạ. Ô, đó, một chiếc xe cần cẩu. Các bạn ơi, ô tô máy bay xe tăng này các bạn ơi. Ôi, ô tô máy bay xe tăng xịn quá. Wow, các bạn ơi, tiếp theo là xe bíp, máy bay chở khách này, ô tô này, xe bíp này. Wow, các bạn ơi, tiếp theo ở đây có cả máy bay chiến đấu, cả ô tô nha, các bạn ơi. Ui, xịn xò chưa này, các bạn ơi. Ui, hay quá, hay quá. Wow, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe vận tải chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này, các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ, cabin màu trắng này. Wow, một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Wow, xin ui các bạn ơi, mình đã tìm được rất là nhiều xe rồi này. Đây các bạn thấy không, ui đây là một chiếc xe cần cẩu các bạn ạ, một chiếc xe cần cẩu móc đấy. Ui đẹp quá, đó xịn quá. Rồi một chiếc xe rồi, tiếp theo là một chiếc xe ben chở đất này. Đây là một chiếc xe tải địa hình đấy các bạn ạ. Đấy, đây nữa các bạn ơi. Ui, mình tìm thấy một chiếc xe màu xanh này. Đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Wow, đây mình tìm thấy một chiếc xe cần cẩu móc nữa này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe cần cẩu đấy. Đấy, các bạn thấy không nào? Màu đỏ lên này các bạn ơi, 1, 2, 3. Ui, các bạn ơi, ở dưới cái rộ màu đỏ này có rất là nhiều xe nha. Một chiếc xe bíp này, 2 chiếc xe bíp này, ui 3 chiếc xe bíp, 4 chiếc xe bíp các bạn ạ. Nào tiếp tục thôi, cái rổ màu xanh này nhá. Wow, cái rổ màu xanh này có rất là nhiều xe trộn bê tông đẹp này. 1 chiếc xe trộn bê tông này, 2 chiếc xe trộn bê tông này, 3 chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Wow, 4 chiếc xe trộn bê tông luôn này. Ui 5 chiếc xe này, ui 6 chiếc xe trộn bê tông đẹp đấy các bạn ạ. Ui bây giờ mình sẽ lật tiếp cái rổ màu đỏ lên. Ui các bạn ơi, toàn là xe mô tô thôi. Đây có xe người nhẹ này, xe máy nha. 1 chiếc xe máy, 2 chiếc xe máy này, 2 chiếc xe máy đấy. Ui 3 chiếc xe máy này, 3 chiếc xe máy đẹp quá. Wow, đấy các bạn ơi, 4 chiếc xe máy luôn này các bạn ơi. Nào bây giờ mình sẽ đặt tiếp cái rổ màu xanh này này các bạn ơi. 2, 3. Ui có rất là nhiều xe này các bạn ơi. 1 chiếc xe cần cẩu này, 1 chiếc xe cần cẩu đẹp quá các bạn ạ. 2 chiếc xe cần cẩu này. Wow, đấy các bạn ơi, xe cần cẩu, 3 chiếc xe cần cẩu luôn, 4 chiếc xe cần cẩu luôn đây các bạn ơi. Wow, xịn quá các bạn, đẹp quá. Xe cần cẩu màu vàng, à xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ, à đây là một xe trộn bê tông siêu to khổng lồ, đẹp quá các bạn ạ. Xe cần cẩu cẩu, xe trộn bê tông khủng long luôn này. À xe cần cẩu múc cát boli đẹp này các bạn, xe cần cẩu múc cát này. À xe trộn bê tông, xe trộn bê tông, gọi là xe trộn bê tông đấy, xe trộn bê tông đẹp này các bạn. Đấy xoay được cả bồn luôn à. Đấy xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe trộn bê tông xịn này, xoay được cả bồn luôn nha. Đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi, xe trộn bê tông này. Ồ đây có một chiếc xe tải chuyên chở đất này. Ồ đây có một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe cần cẩu móc này, xe cần cẩu móc, xe tải đẹp chở đất này các bạn. Xe máy xúc cát này. Ui đây là một chiếc xe cần cẩu này. Đấy xe trộn bê tông xịn này các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp quá các bạn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp, xoay được cả bồn trên đầu bê tông bên trong nha. Wow, xịn quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Ui, bíp 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 bíp. Nào, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nào. Ở đây có một chiếc xe
ô tô đề hình 2, 3, có cả máy xúc cát này, có cả xe cứu hộ, xe bồn, xe máy kìa các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát kìa. Ui, ở đây có rất là nhiều xe, cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Đầu tiên là một cái rổ điều khiển của những chiếc xe này các bạn ơi. Đây là cái rổ của điều khiển của những chiếc xe nha, mình xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Đây là cái điều khiển này. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Đầu tiên là một chiếc xe máy xúc cát đẹp này. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát xịn xó đấy con ạ, chạy bằng lốp này, chạy bằng bánh bằng cao su ấy, lốp bằng cao su ấy các bạn ạ. Đấy, bánh xích nha. Đấy, bánh xích đấy, có đèn luôn này các bạn ơi. Nào, bây giờ mình phải xem là cái điều khiển của chiếc xe này ở đâu nào. Đây này, cái điều khiển của chiếc xe này các bạn ơi. Mà bây giờ mình sẽ điều khiển thử nha. Wow, hay quá các bạn ạ. Một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá, mình rất là thích chiếc xe máy xúc cát luôn đấy các bạn ơi. Đấy, điều khiển tiến lùi xoay 360 độ, ui, lốp bằng cao su ấy các bạn ạ. Đấy, bánh xích bằng cao su nhá, bánh xích bằng cao su ấy. Ui, hay quá các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe mô tô. À, đây là một chiếc xe địa hình xịn quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe địa hình đẹp quá các bạn ơi. Wow, hay chưa? Một chiếc xe địa hình xịn xò. À, đây cũng là một chiếc xe địa hình đấy các bạn ạ. Ô tô địa hình này. Đây có một chiếc xe địa hình cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đây, một chiếc xe này là một chiếc xe địa hình quá xịn luôn nha. Wow, mình rất là thích chiếc xe địa hình luôn đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Wow. Đấy, đây có một cái rổ điều khiển. Bây giờ mình xem có chiếc xe này chạy thế nào. Ô, các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ bấm vào để chơi nào. Wow, xe 360 độ này các bạn ơi. Một chiếc xe địa hình quá là xịn luôn các bạn ạ. Wow, hay quá. Nào, bây giờ xe địa hình sẽ chạy vòng các bạn ạ. Chạy nha, vui đi. Vui quá các bạn ạ, vui quá. Wow. Nào, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hộ, một chiếc xe bồn nha. Một chiếc xe cứu hộ này. Đó, một chiếc xe cứu hộ, một chiếc xe bồn đẹp quá các bạn ạ. Ui, xịn xò chưa. Đây, có một chiếc xe này là xe bồn nha. Ui, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Wow. Wow, xe bồn chuyên chở xăng dầu rất là đẹp luôn ý. Wow. Ui các bạn ơi, đây có một chiếc xe mô tô nha, một chiếc xe máy này. Đây là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông nha. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui, xịn xò chưa. Wow, ở đây có một chiếc xe bíp biến hình thành robot chiến đấu này các bạn ơi. Xe bíp biến hình robot chiến đấu này. Đây có một bộ đồ chơi có máy bay trực thăng, có cả xe cứu hỏa, ô tô cảnh sát này các bạn. Đây có một bộ đồ chơi có hai con siêu nhân này, hai con siêu nhân nha. Wow, đây có một bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi về đội siêu anh hùng này. À, bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi về đội bay siêu đẳng. À, bên này mình hiện ra cái bộ đồ chơi này có xe tải, xe cứu thương này, xe bít này, máy bay trực thăng này. Wow, cái bộ này cũng rất là mới này, đẹp này. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy nữa này. Wow, ở đây mình có phát hiện ra có cả ô tô cảnh sát, xe cần cẩu hô hô này, xe tải ben này. Các bạn ơi, đây là một chiếc ô tô cảnh sát này. Đấy, đẹp chưa? Đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu nha, chuyên đi cẩu gỗ và chở gỗ đấy các bạn ạ. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Wow, hay chưa? Đó, đẹp chưa? Ui, xịn xò chưa? Wow, đẹp chưa? Wow, các bạn thấy không nào, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Đây có một chiếc xe này là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông nha. Xe máy cảnh sát giao thông đấy các bạn ạ. Ôi đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi chiếc xe này nha, một chiếc xe máy cảnh sát giao thông rất là xịn đấy các bạn ạ. Wow, có âm thanh và ánh sáng luôn đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Đó, xịn xò chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đặt. Wow, một chiếc xe ben chở đất xịn xò quá các bạn ạ. Bật đèn luôn này. Ui, các bạn có thích chiếc xe ben này không? Wow, hay quá các bạn ạ. Một chiếc xe ben rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe ben này luôn. Xoay 360 độ các bạn ạ, chiếc xe ben xoay 360 độ luôn. Đó, các bạn thấy hay chưa? Một chiếc xe ben xoay 360 độ, bật cả ben này. Đấy, hạ cả thùng này. Wow, hay quá các bạn ạ.
Nào, bây giờ của mình thì phải tìm ra cái bộ đồ chơi robot biến hình thành chiến đấu này, robot biến hình thành máy bay chiến đấu này các bạn ơi. Wow, xịn chưa? Ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi súng bắn ra ô tô của đội trưởng Mỹ nha, súng bắn ra ô tô của đội trưởng Mỹ này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này? Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi biệt đội bảo vệ cả xe tải, máy bay, ô tô nha. Wow, nhiều đồ chơi quá, nhiều đồ chơi quá. Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có xe dọn rác, xe cứu hỏa, xe bồn nha, xe dọn rác này. À, xe bồn này, xe cứu hỏa này. Wow, hay chưa? Đẹp chưa này? Ui, đây có bộ đồ chơi súng bắn khủng long này các bạn ơi. Sao chưa? Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có cả ui có cả đồ chơi bác sĩ này các bạn ơi, đồ chơi bác sĩ nha. Wow. Các bạn ơi, nào tiếp theo nào. Ở đây mình phát hiện ra có cả máy bay trực thăng, có cả xe mô tô, có cả xe cứu hỏa này các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu rất là đẹp này các bạn ơi. Ui hay chưa? Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy các bạn ạ. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra có cả ô tô nha. Ô tô rất là đẹp này các bạn ơi. Ô tô rất là xịn này các bạn ơi. 12 chiếc ô tô đua nha. Wow, các bạn ơi. Tiếp theo nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe đồ chơi này. Ở đây mình phát hiện ra có bộ đồ chơi có cả súng bắn bắp ngô này, súng bắn ra bắp ngô này. Ui đẹp chưa các bạn ơi. Đây súng bắn ra súng bắp ngô này, đây là súng bắp ngô nha. Wow, súng bắp ngô đây các bạn ơi. Ui hay chưa. Wow, súng bắn ruby, súng bắn ruby đấy các bạn ạ. À, chút nữa mình xem mở để mình chơi nhá. Cái hộp đồ chơi này mới quá các bạn ạ. Súng bắn ruby này. Wow các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Đây là xe tải chở ô tô cảnh sát này, ô tô cảnh sát màu xanh màu vàng này, màu vàng đẹp quá. Wow, ô tô cảnh sát này đẹp quá các bạn ạ, động cơ rất là mạnh luôn đó. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá các bạn ơi, đẹp quá. Ồ, đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát thôi. Nào, bây giờ mình để giới thiệu với các bạn tiếp theo là một khẩu súng bắn ruby này. Đây là khẩu súng bắn ruby, đẹp quá các bạn ạ. Ui, khẩu súng bắn ruby nha. Wow. Ở đây nữa mình còn phát hiện ra có một khẩu súng bắn ruby nữa này các bạn ơi. Khẩu súng bắn ruby này đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay chưa? Nào, bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có một chiếc xe cần cầu nha. Ui, các bạn thấy hay chưa? Một chiếc xe cần cầu này. À, xe cần cầu móc đấy các bạn. Wow, hay chưa? Đây rồi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi mới, hộp đồ chơi mới này các bạn ơi. Wow, đây có cả ruby bạch tuộc nha, ruby bạch tuộc này. Wow, đây ruby bạch tuộc nha, có cả con ong này, con ong này, con rắn này. Wow, đây nữa, đây đây có một chiếc xe máy xúc cát này, xe máy xúc cát cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cầu xúc cát cảnh sát, đẹp quá, đẹp quá các bạn ạ. Wow các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một bộ đồ chơi mới này. Đây nha, đây rồi. Mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có hai robot này, hai robot chiến đấu nha. Đấy, hai siêu nhân luôn này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này đẹp quá các bạn ạ. Wow, mới quá các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi súng bắn Toby nữa này. Đây là bộ đồ chơi súng bắn Toby rất là đẹp này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay chưa? Wow, đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông đẹp chưa này. Đấy, xoay được cả bồn luôn nha, đẹp quá các bạn ạ. Wow, hay chưa, hay chưa. Wow các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi ruby này, ruby này. Wow, có cả máy bay này, có bộ đồ chơi biệt đội bảo vệ. Ui, ô tô biến hình thành robot này, đây là đầu kéo container này các bạn ơi. Wow, súng bắn ruby này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ, đẹp quá, đẹp quá. Chúng ta đi đấy các bạn ạ. Ui, ở bên này mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này
là một đồ chơi bắn ruby. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ra một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe. Ôi đây là khẩu súng bắn ruby mới đẹp các bạn ơi. Đây là khẩu súng bắn ruby này này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi. Wow, súng bắn ruby, súng bắn súng đại bác, súng đại bác, súng bắn ruby, súng bắn ruby. Wow, ở bên này mình phát hiện ra tới bộ đồ chơi xe công trình, có cả xe trộn bê tông, xe dọn rác này. Đây là xe trộn bê tông này. Wow, xe dọn rác các bạn ơi. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này đẹp quá này, có cả súng bắn ruby này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cả xe tải, xe trộn bê tông, cần cầu, máy xúc kìa các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Nào, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp này. Cái bộ đồ chơi này có cả các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này đẹp nhỉ. Wow, đây rồi, cái bộ đồ chơi này mới đẹp này các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này. Wow, có cả bạch tuộc kìa, ruby bạch tuộc luôn kìa các bạn ơi. Các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa? Đây là máy xúc cát điều khiển từ xa đấy các bạn ạ. Chút nữa mình sẽ chơi sau nha. Wow, các bạn ơi, ở đây mình có phát hiện ra rất là nhiều đồ chơi này. Đây là mặt nạ của người nhện nha, có cả người nhện, có cả cái khiêng kìa các bạn ơi. Đây rồi, đây là bộ đồ chơi có cả khủng long này. Wow, hay chưa. Ở đây mình có phát hiện ra cái bộ đồ chơi có cả xe tăng, xe lửa nha. Đó, xe tăng, xe lửa này. Wow, tàu thủy này. Ui, xe tăng, xe lửa, máy bay, tàu thủy nha. Wow, ở đây mình có phát hiện ra có cả xe container này. Wow, có cả xe tải này, xe tải chở đất này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu móc này. Wow, xe cần cẩu móc đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây có một chiếc xe này là xe bồn nhạ nào. Bây giờ của mình đi tìm xe đồ chơi thôi. Wow, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này, xe tải nha. Wow, đây có một bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đây có bộ đồ chơi này rất là đẹp nha. Wow, đây có cả xe máy xúc này. Đây là xe máy xúc nha. Wow, múc nào đó, múc nào. Đây là xe cần cẩu múc cát, múc nào. Wow, đây có cả xe tải chuyên đi chở đất này, xe tải chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đây có cả xe bíp này, xe bíp đẹp quá. Wow, đây là xe xúc lật này, đây là xe xúc lật nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đấy các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn đây đây là bộ đồ chơi này mới đẹp này. Đây là bộ đồ chơi này mới xịn này các bạn ơi, cái bộ đồ chơi mặt nạ này. Ui, có một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Bây giờ xe cần cẩu sẽ đi tìm xe đồ chơi này. Wow, đây là một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Đây là xe xúc lật đẹp quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe xúc lật này luôn. Các bạn có thích không? Nào, bây giờ mình chạy thử luôn chiếc xe xúc lật đấy nhá. Nào, ô tô cảnh sát G63 nhá. Đây là ô tô cảnh sát G63. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn ơi, hẹn các bạn ở video mới tiếp theo từ kênh của mình nhá. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye nha. Nào, cùng mình đi tìm tiếp nào. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình có tìm thấy một chiếc xe dưới này. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn ạ. Wow, nhiều xe quá. Đây nữa các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Wow, xe cẩu múc cát này. Đây, mình bới tiếp để tìm tiếp nào. Wow, bới nào. Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe Lamborghini này. Đây là một chiếc ô tô này, một chiếc xe đua trong suốt này. Wow, đẹp quá các bạn ơi, xịn sò quá. Wow, đấy các bạn thấy không nào, mình đi tìm tiếp nào. Wow, các bạn ơi, mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này. Đây rồi, đây là một chiếc xe gì nào. Đây là một chiếc xe xúc lật nhá. Đấy, một chiếc xe xúc lật đẹp quá. Wow, mình đi tìm tiếp thôi. Ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì nữa này. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe xúc lật màu vàng nữa này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe xúc lật màu vàng đẹp quá. Ôi các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe gì nữa đây. Đấy nữa các bạn ơi, hôm nay mình tìm được nhiều xe quá. Ui, đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe này là tàu hỏa này. Đây là một chiếc xe nửa này các bạn ơi. Đấy, mình tìm được một chiếc xe nửa rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, mình đi tìm tiếp thôi. Ui các bạn ơi,
Ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì có cái bồn này. Đây là xe bồn nha, xe bồn chở xăng dầu đấy. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi mình bơi tiếp này tìm tiếp nào. Ui đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đấy, máy xúc cát đấy. Wow đẹp quá. Ui các bạn ơi, mình lại đi tìm tiếp nào. Mình đi tìm tiếp xem còn xe gì nữa không nào. Wow. Ở đây mình lại tìm thấy một chiếc xe máy xúc cái này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát này. Bây giờ đi vào trong sân thì mình tìm xe đồ chơi nhá, múc cát nào. Đây các bạn ơi, một thế giới xe đồ chơi ở đây này. Đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này. Các bạn thấy không, một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đẹp quá. Mình rất là thích chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này đấy. Động cơ cũng rất là mạnh luôn các bạn ạ. Các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào, vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát động cơ quá là mạnh luôn. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào lại giới thiệu với các bạn tiếp theo. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô nhá, xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi đấy. Đây trên này còn có cả xe trộn bê tông xịn sò này. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn. Các bạn thấy đẹp chưa, ngầu chưa nào. Wow. Ở đây còn có cả một chiếc xe nâng hàng này, xe máy xúc cát này. Wow, xe xúc lật này. Đây là xe xúc lật này các bạn ơi. Wow. Đấy các bạn thấy không nào, một chiếc xe xúc lật có dầu ủi cát luôn đấy. Nó động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa? Đó, đây là một chiếc xe bíp này. Đây là một chiếc xe bíp. Tiếp theo cũng là một chiếc xe bíp nữa này các bạn ơi. Hôm nay nhiều xe bíp quá. Ba chiếc xe bíp rồi. Ôi mình tìm được ba chiếc xe bíp rồi. Tiếp theo là một chiếc xe bíp cảnh sát, nó là bốn chiếc xe bíp này các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ đi vào trong vườn mình tìm xe đồ chơi tiếp nào. Mình có cái sọt này. Đấy, mình sẽ đi tìm xe đồ chơi nhá. Ui các bạn ơi, vừa đi mình đã tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bê tông màu trắng này. Đây là một xe bồn đấy. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu trắng nữa này. Đây, đây là một chiếc xe bíp này. Đấy, một chiếc xe bíp nha. Tiếp theo là xe cứu hỏa chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ơi. Wow, các bạn thấy nhiều xe chưa? Đây là một chiếc xe lưng hàng này. Wow, xe lưng hàng này. Rồi, bây giờ cùng mình đi chạy xe nhá. Mình sẽ đi chơi trò chơi chạy xe thôi. Đây là một chiếc xe lưng hàng này. Đó, một chiếc xe lưng hàng xịn xó nha. Ui, các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe bíp nữa nha. Đấy, một chiếc xe bíp. Ui, các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Ấy, xoay được cả bồn. Bây giờ mình phải chạy thử luôn xem tốc độ có đỉnh cao nhá. Wow, hay quá. Chạy rất là nhanh luôn. Nào, các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa, hay chưa? Wow, ngầu chưa nào? Một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy. Đó, bíp 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 bíp. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Bíp 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 bíp. Ui, các bạn ơi, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nhá. Đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn từng chiếc xe một nào. Ô tô cảnh sát này. Đấy, xe cảnh sát này, xe cảnh sát này hôm nay toàn là xe cảnh sát to rồi. Các bạn ơi, hôm nay nhiều xe cảnh sát to quá. Đấy, ô tô cảnh sát nha, xe chở phạm nhân nữa này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn sò này. Các bạn ơi, wow, động cơ quá là mạnh này các bạn ơi. Wow, hay chưa, hay chưa? Các bạn thấy ngầu chưa nào? Đây là một chiếc xe cảnh sát màu trắng siêu to khổng lồ đấy. To quá các bạn ạ. Wow, các bạn thấy ngầu chưa? Đây là một chiếc xe cảnh sát đó này, xe cảnh sát chở phạm nhân này. Wow, đẳng cấp chưa? Rồi, bây giờ cùng mình đi tìm tiếp thôi. Mình sẽ nhặt những chiếc xe đồ chơi xịn hơn nhá. Rồi, các bạn ơi, đi thôi. Ở đây mình còn phát hiện ra có rất là nhiều xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này, các bạn ơi. Wow, máy xúc cát. Các bạn thấy ngầu chưa? Nào, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Đấy, các bạn ơi. Nào, đấy, đây có cả xe ô tô cảnh sát G63 nhá, các bạn nhá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là xe tải đen nhá, xe tải đen địa hình đấy. Ôi hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63. Wow, xe tải địa hình này. Wow, đây các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông này. Wow, các bạn ơi, mình lại tìm thấy còn rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe bán tải nha. Một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 to hơn chiếc xe hôm nay. Các bạn ơi, mở được 4 cánh cửa luôn. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Wow, xe cứu hộ ô tô này. Đó, xe cứu ô tô, xe bíp này. Xe bíp này, wow. Xe bíp nữa này các bạn ơi. Xe bíp nữa này, wow. Các bạn thấy nhiều xe chưa nào? Quá là nhiều xe luôn nha.
Rồi, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi chạy xe cho bạn cùng xem nào. Đây là xe buýt này. Đó, một chiếc xe buýt động cơ rất là mạnh luôn. Nào, tiếp theo. Đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Một chiếc xe cứu hộ đấy các bạn ơi. Wow, động cơ rất là mạnh luôn. Các bạn nghe tiếng kêu thì mạnh mẽ đúng không? Đây là một chiếc xe bán tải nha. Xe bán tải rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe buýt này. Đó, một chiếc xe buýt xịn sò quá. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn sò luôn. Các bạn thấy đẹp chưa nào? Ui, các bạn ơi, chiếc xe động cơ rất là mạnh luôn. Đó, đây, mình sẽ có cái sọt này. Bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp nào. Đây, đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy 911 này. Đó, đây là xe bồn trộn bê tông Boni. Wow, xoay bồn luôn các bạn ơi. Đây là xe Ben này. Đó, các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Các bạn ơi, các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh để nhận video mới tiếp theo từ kênh của mình nhé. Rồi, xin chào các bạn vào video tiếp theo. Bye bye các bạn. Ô tô cảnh sát ấy, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, giới thiệu với các bạn xe tải chở xe cứu thương này. Đây là xe tải chở xe cứu hỏa đấy các bạn ạ. Ây, một chiếc xe tải chở xe cứu hỏa chữa cháy động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Hay quá. Các bạn ơi, đây nâng thùng. Đó, một chiếc xe cứu xe tải chở đất các bạn nhà. Đây là xe đen chở đất đấy. Đấy, hạn được cái thùng này. Wow, xe đen chở đất này xịn sò luôn. Động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cọ móc này. Đây là một chiếc xe cần cọ móc đấy các bạn ạ. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải chở ô tô. Các bạn ạ, đây là xe tải chở ô tô đấy. Đó, các bạn thấy hay chưa nào? Ui, chiếc xe tải chở ô tô này xịn sò quá. Động cơ rất là mạnh luôn. Ui, chạy nó nhau chưa? Ui, các bạn ơi, đây rồi. Đây là một chiếc xe cần cọ móc này. Đấy, xe bồn chở bê tông này. Đây là xe bồn chở bê tông này. Ui, chạy trong một đỉnh cao kìa các bạn ơi. Lui. Đó, một chiếc xe bồn chở bê tông được chuẩn bị sao xịn sò các bạn ạ. Ui, tốc độ đỉnh cao luôn. Các bạn hay chưa? Ui, các bạn ơi, xe đen điều khiển từ xa. Một chiếc xe đen điều khiển từ xa nhá. Đó, đây là một chiếc xe cần cầu thả gỗ này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát thả gỗ đấy các bạn ơi. Đấy, tắt đi nha. Đó, xịn chưa? Các bạn thấy ngầu chưa nào? Đấy, mình tắt đi nào. Đấy, có những miếng gỗ kìa, mình ở đây nhá. Đây, những miếng gỗ này. Đấy, hay chưa? Các bạn ơi, hay quá. Nào, lại giới thiệu với các bạn, đây là xe bồn chở bê tông to khổng lồ. Ui, đây là xe chuyên đi sửa chữa điện nha, xe thang đấy. Ui, các bạn ơi, xe tải chở ô tô đồ chơi này. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi. Wow, động cơ rất là mạnh các bạn. Đó, đây là một chiếc xe buýt này, xe 360 độ các bạn. Đấy, một chiếc xe buýt đẹp quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ để chiếc xe buýt ở đây, mình tắt chiếc buýt về nhà đây. Giới thiệu với các bạn, đây, tiếp theo nào. Đấy cha, có nhiều đồ chơi quá. Mình phải chọn ra một chiếc xe lửa để chơi thôi. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Xe lửa chở các con vật này. Xe lửa chở rùa nha, bên trong chở con rùa đấy các bạn ạ. Đó, xe lửa bên trong chở con rùa, con cá biển. Ui, các bạn ơi, vui chưa. Đó, đẳng cấp chưa. Wow, rất là ngầu các bạn ạ. Đây, hiểu các bạn, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xoay 360 độ này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát xoay 360 độ luôn. Quá là xịn sò, đẳng cấp luôn. Xoay tròn. Ui quá các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn nhau chưa? Wow. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đó, xe cần cầu chuyên đi xúc cát nha. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình tắt chiếc xe đi nha. Đây, các bạn ơi, mình còn nhiều xe lắm. Đây là một chiếc xe cần cầu móc này. Đấy, ôi. Động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe cần cầu này. Đấy, tí. Ui các bạn ơi, xe cần cọ móc này. Rất là nhiều xe cần cọ móc màu cam nha. Cần cọ móc màu cam này. Đây là xe cần cọ móc của cái quân sự, xe cần cọ móc quân sự này. Động cơ rất là mạnh các bạn. Đi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây, xe cần cọ móc cam này các bạn ơi. Ui. Các bạn ơi, xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Wow, các bạn thấy hay chưa? Đấy, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn thấy vui chưa? Ui, đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini của những chú chó cứu hộ này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là to luôn, rất là to các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh.
Đó, các bạn thấy hay chưa, hay chưa? Ui, đây là một chiếc xe ô tô của chú đây này. À, xe ô tô của chú đây này. Đây là xe ô tô cảnh sát Lamborghini màu trắng này. Đó, các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát Lamborghini màu trắng đẹp lắm các bạn ạ. Động cơ rất mạnh luôn, đúng không? Các bạn thấy chưa? Ui, các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe ô tô nhanh như tia chớp này. Đó, xe đua nhanh như tia chớp này, các bạn ơi. Ui, các bạn thấy chưa? Uên. Đây là một chiếc xe Lamborghini này. Đó, một chiếc xe ô tô này. Những quả trứng chú chó cứu hộ đấy các bạn ạ. À, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, đây là một chiếc xe Lamborghini nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe Lamborghini này. Rồi, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô này. Ôi, đây là một chiếc xe đua số 3 này. Đó, một chiếc xe đua số 3 này. Wow, đây là một chiếc xe Lamborghini của đội trưởng Mỹ này. Đó, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ui, xe bán tải này các bạn ơi. Xe bán tải này, ui, xe bán tải này. Đây, Lamborghini màu cam này, Lamborghini màu cam này. Wow, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Wow, hay quá. Đây là một chiếc xe này, là xe tải chở xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đấy, xe bồn trộn bê tông là xe tải điều khiển luôn nha. Đấy, xe bồn này. Đấy, xe tải điều khiển. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? Wow, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát. Một chiếc xe ô tô cảnh sát, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đó, ui, hay quá, đẳng cấp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát đấy. Đó, các bạn không? Mở được 4 cái cửa luôn, mở được 4 cái cửa luôn. Đó, các bạn ngầu chưa nào? Ui, hay chưa, hay chưa? Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là ngầu hơn. Wow, đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Rồi, động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ui, hay quá, hay quá. Wow, một thế giới xe đồ chơi mới. Và bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe đồ chơi mới gì nhé các bạn nhé. À, các bạn thấy không nào, mình đã phát hiện ra xe bồn trộn bê tông và xe cần cậu này. À, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông ở bên ngoài này. Có cả xe tải ben chở đất ở bên trong này. Đây, xem là xe này là xe gì nào các bạn ơi. Mình rất là hồ không biết là bên trong là xe gì. Ui, ở bên trong là một chiếc xe bồn trộn bê tông ấy các bạn ạ. Ở bên trong là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông ấy các bạn ơi. Ôi, chiếc xe bồn chở bê tông này mới lắm nha, mình bật lên đã có tín hiệu rồi. Đó, có âm thanh và ánh sáng này các bạn ơi. Đẹp quá, ngầu quá, ngầu quá các bạn ơi. Đó, bồn gây rất là tít kìa. Bên trong có đèn luôn, có hai cái ngồi bên trong luôn. Các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không nào? Wow. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông xịn sò luôn. Quá đẳng cấp luôn. Đó các bạn ơi. Đấy, mình cắt chiếc xe bồn chở bê tông ấy nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một hộp đồ chơi mới. Đây này, hộp này mới mới này các bạn ơi. Hộp này là xe cứu hộ ô tô cảnh sát à. Đây là một chiếc xe cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không nào? Đây là một hộp xe cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát. Đấy, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát Hồng Kông. Đấy. Đây là một chiếc xe đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát mới đẹp này các bạn ơi. Chiếc xe này quá là xịn và mới và đẹp luôn. Mình rất là thích chiếc xe này luôn. Đây là hộp không nhá các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho các bạn thử luôn nha. Một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát xịn sò và đẳng cấp luôn. Các bạn thấy ngầu chưa, có cái móc này đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình cho chạy thử luôn nha. Xe động cơ có mạnh mẽ không nha. Đó các bạn thấy không, mình móc này đấy. Bây giờ mình phải chạy thử luôn cho các bạn cùng xem. Rồi các bạn ơi, các bạn xem video mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh để những video mới nhất của mình nha. Bye bye các bạn nha. Bye. Nha, đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp ấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe cần cẩu móc đẹp chưa này các bạn ơi. Rút được cần dài nha, có âm thanh và ánh sáng này các bạn ơi. Ô, một chiếc xe cần cẩu móc xịn quá, màu vàng nha. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có rất là nhiều xe đồ chơi đây. Bây giờ thì cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nha. Đây rồi, mình phát hiện ra đây có một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe lửa rất là đẹp ấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe lửa chở con rùa, con cá biển nhá. Wow, hay chưa các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không, nhiều xe đẹp chưa. Wow, một chiếc xe lửa xịn luôn ý các bạn ạ. Đây, bây giờ mình xem ở đây có những chiếc xe gì nhá. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có một chiếc ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát đẹp quá các bạn ạ. Đó, hay chưa, có âm thanh và ánh sáng ở đây các bạn ơi. Ồ, một chiếc xe cảnh sát đẹp quá. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo nha. Đây có máy bay chiến đấu nha. Đây là máy bay. Máy bay bay lên bầu trời cao nha. Ôi, đẳng cấp chưa? Wow, đây. Đẹp chưa? Wow, máy bay bay lên bầu trời cao đấy các bạn ạ.
Đó. Wow. Đấy. Wow. Pi 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 pi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy đẹp quá này các bạn ơi. À, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy xịn sò nhá. À, bây giờ mình thử là pi 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 pi. Wow, ở đây có một chiếc xe này là một chiếc xe đựng hình ảnh pi 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 pi. Wow, đây đây là một chiếc xe vận tải vận tải nhá. Wow, đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô này. Pi 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 pi. Wow, đây có một chiếc xe cần cẩu bóc này. Wow, ui đây có một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát nha. Wow, ui đây là xe cần cẩu siêu to khổng lồ đấy các bạn ạ. À, đẹp chưa này? Đó, hay chưa? Xe cần cẩu, ui xe trộn bê tông này, đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Ui xe trộn bê tông này các bạn ơi, đây có một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá này các bạn. Wow, một chiếc xe xúc cát nha. Đây là một chiếc xe xúc lật này. Ui, xe này là xe ô tô cảnh sát G63 này. À, một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 xịn quá. Wow, một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chuyên trộn bê tông nha. Wow, đẹp quá. Ồ, đây có một chiếc xe dọn rác nha. Đây là một chiếc xe dọn rác đẹp quá. Ui, đây có một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. À, đây có xe này là một chiếc xe cảnh sát nha. Ui, đây có một chiếc xe lửa này. Một chiếc xe lửa đẹp quá các bạn ơi. Một chiếc xe bíp này. À, đây là một chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. À, xe bíp này quá là đẹp luôn nha. Xe bíp này có hai gói luôn, có rất là nhiều cái gói luôn. Pip 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 pip. Ui, xe cứu hỏa chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nha. Wow, đấy mở cánh cửa luôn như thật luôn này các bạn ơi. Wow, mở hai cánh cửa luôn. Đó, đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cứu hỏa. Đây là xe cần cẩu nha. À, đây có một chiếc xe lân hàng này. Đây là một chiếc xe khi nâng hàng ấy, có lời pi 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 pi. Đó, pi 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 pi. Ui, đây có một chiếc xe dọn rác này. Đây là một chiếc xe dọn rác rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, xe dọn rác này xịn sò quá các bạn ạ. Wow, bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi đây. Pi 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 pi. Wow, các bạn ơi, đây là xe dọn rác nhá. À, đây đây đây, có rất là nhiều xe đồ chơi này. Xe container, xe cần cẩu, máy xúc cát nha. Wow, nhiều xe đồ chơi đẹp quá này các bạn ơi. Đây rồi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu móc đẹp quá này các bạn ơi. Wow, hay chưa? Đây đây, có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Xe trộn bê tông quân trúc nha. Wow, đây nữa, đây có một chiếc xe tải. Xe ben đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video này nha các bạn. Xem video mới hay nhớ bấm đăng ký kênh và đón nhận video mới nhất từ kênh của mình nha. Bye bye các bạn nha. Các bạn ơi, xe tải chỉ dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, xe tải sẽ cho vào cái sau của mình nha. Các bạn ơi, của mình đi tìm tiếp rồi. Ui, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe gì đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô nhá. Đây là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi đấy các bạn ơi. Xe tải chở ô tô đồ chơi nhìn xịn nhật các bạn nhở. Quá là mới và đẹp luôn. Ừ, các bạn có thích chiếc xe này không? Mình rất là thích chiếc xe này luôn. Rồi mình cho cái thực của mình đây này. Đây giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu móc nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. À, chiếc xe này có thể lân được cả cần nha. Lân được cả cần này, có thể hạ được cả cần, có số 51 này. Có thể hạ được cần này các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này xịn sò quá các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ cho cái xe của mình. Ui, ở bên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đấy. Wow, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều đồ chơi quá. Đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G65. Đây là xe ô tô cảnh sát G65 mở cánh cửa này các bạn ơi. Màu trắng tinh. Ui, màu trắng tinh luôn này các bạn ơi. Ai, chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này xịn xò quá. Có cả lốp dự phòng luôn kìa các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái sau của mình.
Đấy, các bạn thấy không? Nào cùng mình khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe bíp cảnh sát mở cửa này. Mở cửa đi lên và mở cửa đi xuống đấy các bạn ơi. Đấy, đẹp quá, đẹp quá. Đó, các bạn thấy ngầu chưa nào? Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe bán tải cảnh sát nha. Đây là một chiếc xe bán tải cảnh sát đấy các bạn ơi. À, chiếc xe này đẹp quá nhỉ các bạn ơi. Ôi, các bạn ơi, bây giờ cùng mình khám phá một thế giới xe đồ chơi mới khác nha. Wow, ở đây có một thế giới xe đồ chơi luôn này các bạn ơi. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bán tải cảnh sát nha. Lúc em mình tìm được đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bán tải cảnh sát nhìn rất là xịn luôn. Nào, có thùng luôn nha. Các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Ui, đẳng cấp rồi các bạn ơi. Đẳng cấp luôn. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nữa này. Mà lúc nãy mình kia được ngày vừa đấy các bạn ạ. Đấy, chiếc xe động cơ rất là mạnh luôn. Ui, các bạn thấy ngầu chưa? Ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Đấy, xe cần cẩu móc này xịn xò quá nhỉ các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình phải chạy thử lại lên. Động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đấy, ui các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe tải chở ô tô này. Đây là xe tải chở ô tô đồ chơi đấy các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe cần cầu móc các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cầu móc màu xanh nha. Có cái móc đây này các bạn ơi, 270. Đấy, một chiếc xe cần cầu móc 270 màu xanh này. Động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát. Đây là xe cứu hộ cảnh sát này. Đây là một chiếc xe cứu hộ cảnh sát đấy các bạn ạ. Ui, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đấy. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? À, đây bên này mình còn giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe này này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát cũng rất là xịn và mới các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Đấy, có cái gầu luôn này các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này xịn xò quá, bánh quay rất là tít. Đó, các bạn thấy chiếc xe này ngầu không? Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đó, ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe này là xe ô tô G63 nhá. Đấy, một chiếc xe ô tô G63 rất là xịn luôn á. Đấy, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe này là xe cảnh sát nhá. Đấy, một chiếc xe này là xe dọn rác các bạn ạ. Đấy, xe môi trường dọn rác đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe này xịn xò quá các bạn ạ. Wow, các bạn ơi, chiếc xe này đẹp quá. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe vận tải vận cẩu này. À, xe cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Đó, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Đấy, hay chưa, hay chưa. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe cẩu này. Đây là xe cẩu chuyên đi cẩu rác và chở rác đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Có gương luôn nha. Đấy, xe vận tải vận cẩu rất là xịn luôn. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? Đấy, một chiếc xe vận tải vận cẩu xịn sói các bạn ạ. Đó, hạ cần luôn. Động cơ rất là mạnh luôn. Đó, ui, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát đó này. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa nào? Ô, chiếc xe này đẹp quá các bạn ơi. Nào, bây giờ mình phải chạy thử luôn nha. Ui, chiếc xe vận tải vận cẩu này xịn quá các bạn ạ. Đó, các bạn ơi, ở bên này còn rất là nhiều xe này mình cùng khám phá nha. Đây là một chiếc xe chuyên đi chữa chữa điện, xe thang các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe thang chuyên đi chữa chữa điện nha. Ui, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông đẹp quá các bạn ơi. Đấy, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy. Ui, ở đây còn một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông nữa nè các bạn ơi. Có xẻng chút bê tông, có vòi chút bê tông luôn. Ui, ở bên này mình có phát hiện ra xe tải đen chở đất này, xe bồn chở xăng dầu này các bạn ơi. Đấy, xe bồn chở xăng dầu nha. Xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Ui, xe bồn trộn bê tông, xe bồn trộn bê tông. Ui, xe bồn xoay được cả bồn, xe bồn xoay được cả bồn đấy các bạn ạ. Đấy, toàn là xe bồn chịu xó rồi. Các bạn thấy không nào, xoay bồn chứ đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Đấy, nhiều xe bồn chở bê tông xịn to quá nhỉ các bạn nhờ. Đấy, toàn là xe to rồi. Xe bồn nữa này các bạn ơi. Ui, hôm nay nhiều xe bồn chở bê tông to lắm. Đó, các bạn thấy hay chưa? Nào, tiếp theo này giới thiệu với các bạn này. Ở bên này còn mới chiếc xe xúc đặt này.
Đây là một chiếc xe xúc cát nha, xe xúc nạp đấy, xe tải ben chở đất này. Đấy, xe tải ben chở đất nha. Ồ, xe tải ben địa hình này các bạn ơi. Đấy, xe máy xúc cát này. Đây là xe máy xúc cát đấy các bạn ạ. Đấy, hay chưa, hay chưa. Nhiều xe có tiên là một chiếc xe cẩu múc cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát rất là đẹp đấy. Múc cẩu. Wow, một chiếc xe máy xúc đấy các bạn ơi. À, máy xúc đi tìm xe đồ chơi nào. Pip 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 pip. Wow, ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát siêu to khổng lồ màu vàng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát màu vàng rất là to luôn. Ấy, một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát đấy các bạn ơi. Wow, ở bên này còn một chiếc xe cần cẩu xúc cát đây này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Chiếc xe này màu đỏ nha. À, bên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe máy xúc cát cũng rất là to đó này các bạn ơi. Một gầu cát nào, hai gầu cát nào, ba gầu cát này. Wow, các bạn thấy hay chưa? Ồ, chiếc xe này xịn quá. Ui, ở bên này mình còn phát hiện ra có rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Xoay được cả bồn luôn nha. Wow, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe trộn bê tông nữa các bạn ạ. Wow, chiếc xe này cũng rất là đẹp đấy. Đó, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Wow, đây cũng là một chiếc xe tải ben chở đất này các bạn ơi. Wow, hay quá các bạn ạ. Ồ, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe trộn bê tông rất là to này các bạn ơi. Xoay được cả bồn này. Wow, các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe này là xe chuyên đi nâng hàng này các bạn ơi. Một chiếc xe tải màu vàng nha. Một chiếc xe tải màu vàng rất là xịn này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này rất là mạnh luôn. Ui, đây có một chiếc xe bồn chở bê tông nữa các bạn ạ. Một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông các bạn ơi. Ở bên này có cả máy xúc cát cần dài này, xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nha. Wow, máy xúc cát nha. Xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Wow, cần dài chưa các bạn ơi. Ui, đây có một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe máy xúc này. Ô, đây là xe cần cẩu móc nha. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu móc rút được cần dài ra nha. Wow, một chiếc xe cần cẩu móc có thể cẩu được cả xe cần cẩu này đấy các bạn ạ. Lên nào. Wow, xe cần cẩu cẩu xe cần cẩu luôn. Ui, đây có một chiếc xe bíp nha. Đây là một chiếc xe bíp nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Ồ, xịn chưa. Đó, đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là xịn sò đây các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông nhá, chở bê tông. Một chiếc xe bồn chở bê tông này, hai chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi, ba chiếc xe bồn chở bê tông này, ui bốn chiếc xe bồn luôn này các bạn ơi, ui có cả năm chiếc xe bồn chở bê tông luôn, ui rất là nhiều xe bồn chở bê tông các bạn ạ. Ui xe cần cẩu cứu hộ này các bạn ơi. Đấy, ở đây có cả xe máy xúc cát này, xe cẩu chuyên đi múc cát xịn quá này các bạn ơi, xe tải ben này. Đấy các bạn ơi, xe tải ben này, wow nhiều xe quá, xe cẩu múc cát. Ở đây còn có cả xe cần cẩu cứu hộ này. Đây là một chiếc xe cần cẩu cứu hộ ấy các bạn ạ. Bip 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 bip. Đấy, một chiếc xe cần cẩu cứu hộ xịn sò đấy các bạn ạ. Đấy nha. Bip 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 bip. Ui các bạn ơi, một chiếc xe tải chở rất là nhiều ô tô con này. Đây rồi, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ben chở đất mini này. Đó, một chiếc xe ben chở đất mini nhá. Ui. Các bạn ơi, chiếc xe ben chở đất này xịn quá. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông mini nữa này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông mini đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa. Rút cần này, rút cần. Đó, có thể cẩu được mọi thứ lên này các bạn ơi. À, cẩu máy xúc lên cao luôn. Đó, lên cao luôn. Lên như cần câu cá luôn các bạn ơi. Nào, mình sẽ cẩu tiếp một chiếc xe nữa cho bạn cùng xem. Đây, mình sẽ cẩu xe này nha. Xe này là xe. Đây, mình cẩu máy xúc cát này lên này. Lên này, gãy cần. Đó, máy xúc cát lên cao luôn. Đó, con này đẳng cấp chưa. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo. Đây là một chiếc xe vận tải vận ủi các bạn ơi. Chiếc xe này kết hợp 2 trong 1 nha. Chở được cái đất này. Đấy, đẳng cấp luôn. Rồi, máy xúc cát cảnh sát nha. Máy xúc cát cảnh sát này các bạn ơi. Xịn sò luôn, đẳng cấp luôn này các bạn ơi. Múc nào. Đấy. Ai cha. Đây là một chiếc xe ben cảnh sát này. Wow, đẳng cấp luôn nha. Đấy, có hai cái còi luôn. Cabin màu trắng các bạn nha. Đấy, các bạn tài xế đang chào các bạn đấy. Ok. Rồi, let's go. Một chiếc xe môi trường dọn rác nha.
Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Giữ gìn cho môi trường xanh xanh sạch đẹp nha. Đấy. Cabin màu trắng, cái thùng màu xanh các bạn ơi. Em đi làm việc rồi. Wow, các bạn ơi. Ở đây có bới cỏ, mình bới cỏ tìm xe đồ chơi nhá. Mình tìm xem có xe gì không các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy hai chiếc xe rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đây là xe gì các bạn ơi? Đây rồi, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát. Rất là mới và xịn luôn. Ui các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe tăng quân sự này. Đây, một chiếc xe tăng quân sự. Đẹp quá các bạn ơi, xịn xò quá, mới quá các bạn ơi. Ui, ngầu quá các bạn ơi. Đấy, đấy, mình tìm được hai chiếc xe rồi. Các bạn ơi, mình tìm được hai chiếc xe rồi. Bây giờ cùng mình đi bới để tìm tiếp nào. Mình sẽ bới cỏ để tìm xe đồ chơi tiếp nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe đó này. Đây rồi. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cặp gỗ nha. Ui, một chiếc xe cặp gỗ xịn xò quá các bạn ơi. Ui, đẹp quá. Đây là một chiếc xe cặp gỗ đấy các bạn ạ. Quá là ngầu luôn, quá là đẳng cấp luôn. Các bạn thấy xịn chưa nào? Wow, hôm nay mình tìm được quá là nhiều xe đồ chơi đấy. Đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe Beep nha. Một chiếc xe Beep nha. Xe Beep chuyên chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe này mới và đẹp quá này các bạn ơi. Ui, mới quá các bạn ơi. Đẹp quá. Nào, bây giờ mình cho vào chiếc xe gì nha. Nào các bạn ơi. Nào. Các bạn ơi, bây giờ mình lại tìm thấy một chiếc xe này. Đây rồi. Đây là một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe xúc lật nha. Xịn xò và đẳng cấp luôn. Đó. Các bạn ơi. Nào, tiếp theo nào. Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe gì các bạn ơi? Đây là một chiếc xe máy xúc nha. Đấy, một chiếc xe máy xúc mới quá, đẹp quá này các bạn ơi, múc nào. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Hẹn các bạn ở video mới tiếp theo từ kênh của mình nha. Rồi xin chào các bạn nha, bye bye. Đi bới xe đồ chơi để tìm xe đồ chơi nha. Các bạn thấy không? Ui, các bạn ơi. Hồi hộp. Rất là hồi hộp. Đây rồi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu móc các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu móc đẹp và đẹp quá là đẳng cấp. Rồi các bạn ơi, để giới thiệu với các bạn tiếp theo, đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe tải ben chở đất này. Wow, các bạn ơi, là giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc quá đẹp rồi. Nào, tiếp theo đây là một chiếc xe cần cẩu móc nữa các bạn ạ. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe cần cẩu móc đẹp ấy. Các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp nào. Đây, mình phát hiện ra đây là một chiếc xe môi trường chở rác này. Đấy, một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác đấy các bạn ạ. Ui, hôm nay mình tìm được và giải cứu được rất là nhiều xe đồ chơi đấy. Đây nữa các bạn ơi. Ui, đây rồi, đây là một chiếc xe tải nhá. Một chiếc xe tải ben chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Wow. Rồi các bạn ơi, mình giải cứu xe đồ chơi tiếp nào. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. Wow. Đấy, các bạn thấy không các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đấy, có thể lên được cần này các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu hạ được cả cần luôn. Ui, chiếc xe này to đẹp quá. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc to hơn nữa này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này to khổng lồ hơn này các bạn ơi. Wow, to quá, đẹp quá. Wow, hai chiếc xe cần cẩu luôn này các bạn ơi. Xịn chưa. Đó. Các bạn ơi, một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi này. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi xịn xò đấy các bạn ơi. Đấy, ở bên này có một chiếc xe cẩu múc cát này. Đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát này các bạn ơi. Đó, múc nào, đen này. À, đây là xe bồn chở bi tông. Đó, đây là một chiếc xe môi trường chở rác này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe môi trường chở rác mới, đẹp chưa này. Wow, đây là xe ô tô cảnh sát G63 này. Wow, đây là xe. Rồi, xe cần cẩu, xe cẩu tiếp một chiếc xe bán tải cảnh sát nữa lên nhá. Đấy, lên cao luôn. Xe cần cẩu, cẩu xe ô tô cảnh sát lên cao đấy các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, vừa đi mình đã tìm thấy một chiếc xe bồn trộn bi tông này. Đây là một chiếc xe bồn chở bi tông này các bạn ơi. Đấy, mình tìm được một chiếc xe bồn chở bê tông xịn xò và mới chưa này. Wow, các bạn thấy chiếc xe bồn chở bê tông này có mới không, đẹp không nào? Wow, bây giờ mình sẽ cho vào cái chậu của mình nha. Đó, mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi đẹp đấy. Đây là một chiếc xe cần cẩu rác này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cẩu rác xịn xò chưa này. Wow, các bạn thấy chiếc xe cần cẩu rác này có xịn không nào? Wow, pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, xe cần cẩu rác này đẹp quá. Nào, bây giờ mình đi tìm tiếp thôi.
Ui các bạn ơi, ở bên này mình lại phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát nữa này. Đây rồi, mình thấy một chiếc xe máy xúc cát rất là mới này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát xịn chưa này. Wow, các bạn thấy chiếc xe máy xúc cát màu đỏ này có đẹp không nào? Wow, bây giờ mình sẽ cho vào cái rổ của mình nha, cái chậu của mình thôi. Đó, các bạn ơi, mình lại tìm thấy một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát gói gầu rất là to này các bạn ơi. Đó, múc nào, wow, các bạn thấy hay chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ... các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đấy, một chiếc xe máy xúc đấy các bạn ạ. Đấy, múc bùn luôn. Xe cẩu múc bùn này, wow, múc đất này, wow. Các bạn thấy chiếc xe cẩu múc đất này có ngầu không nào? Quá là ngầu luôn nha. Bây giờ mình sẽ tắm bùn cho bạn ấy nào. Wow, một bạn xe máy xúc cát đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Đây là một chiếc xe máy xúc cát nha. Đấy, các bạn ơi, wow. Vậy là mình đã nhuộm được một màu bùn đấy các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát nhuộm được màu bùn đấy nha. Đấy, ngầu không các bạn ơi? Đấy, mình đã nhuộm được hai chiếc xe rồi nha. Wow, một chiếc xe vận tải vận cầu cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, giới thiệu cho các bạn xe tải chở xe cứu thương này. Đây là xe tải chở xe cứu hỏa đấy các bạn ạ. Một chiếc xe tải chở xe cứu hỏa chữa cháy động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Hay quá các bạn ơi. Đây, nâng thùng. Đó, một chiếc xe cứu xe tải chở đất các bạn nhá. Đây là xe đen chở đất đấy. Đấy, hạn được cả thùng này. Wow, xe đen chở đất này siêu khó luôn. Động cơ rất là mạnh này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải chở ô tô. Các bạn ạ, đây là xe tải chở ô tô đấy. Đó, các bạn thấy hay chưa nào? Ui, chiếc xe tải chở ô tô này xịn quá quá. Động cơ rất là mạnh luôn. Ui, chạy nó nhớ cho nó. Ui, các bạn ơi, đây rồi. Đây là một chiếc xe cần cọng mốc này. Đấy, xe bồn chở đi sông này. Đây là xe bồn chở đi sông này. Ui, chạy tốc độ đỉnh cao kìa các bạn ơi. Lui. Đó, một chiếc xe bồn chở sông được chuẩn bị xa xịn to các bạn ạ. Ui, tốc độ đỉnh cao luôn đó. Còn hay chưa? Ui, các bạn ơi, xe đen điều khiển từ xa. Một chiếc xe đen điều khiển từ xa nhá. Đó, đây là một chiếc xe cần cẩu thả gỗ này. Đây là một chiếc xe bạn ơi, xe tải chở ô tô đồ chơi này. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi. Wow, động cơ rất là mạnh các bạn. Đó, đây là một chiếc xe bít này, xe 360 độ trong chở con rùa con cá biển đi. Ui, các bạn ấy vui chưa? Đó, đẳng cấp chưa? Wow, rất là ngầu các bạn ạ. Đây, hiểu các bạn, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xoay 360 độ này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát xoay 360 độ rồi, quá là xịn sò đẳng cấp luôn. Xoay tròn. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đấy, wing. Động cơ rất là mạnh luôn đó các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu này. Đấy, ui các bạn ơi, xe cần cẩu móc này. Rất là nhiều xe cần cẩu móc màu cam nhá. Cần cẩu móc màu cam này. Đây là xe cần cẩu móc của quân sự, xe cần cẩu móc quân sự này. Động cơ rất là mạnh các bạn. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đấy, xe cẩu xe máy cát này các bạn ơi. Các bạn ơi, xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Wow, các bạn hay chưa? Đấy, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy đấy các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn ấy vui chưa? Ui, đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini của những chú chó cứu hộ này các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là to các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh. Đó, các bạn ấy hay chưa? Ui, đây là một chiếc xe ô tô của chú nhân này. À, xe ô tô của chú nhân này. Đây là xe ô tô cảnh sát Lamborghini màu trắng này. Đó, các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát Lamborghini màu trắng đẹp lắm các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn hay chưa? Ui, các bạn ơi, ở đây là một chiếc xe ô tô nhanh như tia chớp này. Đó, xe đua nhanh như tia chớp này các bạn ơi. Ui, các bạn hay chưa? Oen. Đây là một chiếc xe Lamborghini này. Đó, một chiếc xe ô tô này. Những quả trứng chú chó cứu hộ đấy các bạn ạ. À, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, đây là một chiếc xe Lamborghini nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe Lamborghini này. Rồi, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô này. Ôi, đây là một chiếc xe đua số 3 này. Đó, một chiếc xe đua số 3 này. Wow, đây là một chiếc xe Lamborghini của đội trưởng Mỹ này đó.
đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ui xe bán tải này các bạn ơi, xe bán tải, ui xe bán tải này. Đây là Lamborghini màu cam này, Lamborghini màu cam này. Wow, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Wow, hay quá. Đây là một chiếc xe này là xe tải chở xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đấy, xe bồn trộn bê tông là xe tải điều khiển luôn nha. Đấy, xe bồn này. Đấy, xe tải điều khiển. Đi. Ui, các bạn thấy ngầu chưa nào? Wow. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát, một chiếc xe ô tô cảnh sát, động cơ rất là mạnh các bạn ơi. Hộp này mới này các bạn ơi. Hộp này là xe cứu hộ ô tô cảnh sát à. Đây là một chiếc xe cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát đấy các bạn. Đấy các bạn thấy không nào? Đây là một hộp xe cẩu cứu hộ ô tô cảnh sát. Đấy, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát Hồng Kông. Đấy. Đây là một chiếc xe đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát đấy đẹp này các bạn ơi. Chiếc xe này quá là xịn và mới và đẹp luôn. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình cho chạy thử luôn nha. Phần động cơ có mạnh mẽ không nha. Đó, các bạn thấy không? Mình móc vào này đấy. Bây giờ mình phải chạy thử cho các bạn cùng xem. Rồi các bạn ơi, các bạn xem video mình hãy nhớ theo các bạn đăng ký kênh để những video mới nhất của mình nha. Bye bye các bạn nha. Bye. Tốc độ đỉnh cao luôn. Động cơ chạy bằng bánh răng ấy các bạn ạ. Đây, bây giờ tất mình sẽ để chiếc xe ở đây nha. Wow. Đó, chiếc xe bíp này xịn xò quá các bạn ơi. Ê, các bạn thấy chiếc xe bíp này có đẹp không nào? Rồi, bây giờ mình tắt đi nha, mình xin để chiếc xe bíp ở đây. Nào, các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chỗ đỉnh cao đấy. Bíp 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 bíp. Wow, các bạn thấy chiếc xe 360 độ không các bạn ạ? Một chiếc xe bíp xoay 360 độ luôn, quá là xịn sò đấy các bạn ơi. Ui, xe bíp này chuyên chở các bạn học sinh. Vận tải vận cầu cứu hộ máy xúc cát này các bạn ơi. Ấy các bạn thấy ngầu chưa, chiếc xe đẹp không nào, máy xúc cát. Đây là xe lưng hàng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lưng hàng đấy các bạn ạ. Ấy có cái móc này đấy, có cả bú lăng lái xe kìa các bạn ơi. Ấy các bạn thấy chiếc xe này. Ui đây, bây giờ mình sẽ móc cát để tìm xe đồ chơi nha các bạn nhá. Ấy mình sẽ lấy xe chiếc xe máy xúc cát cảnh sát này, mình móc cát để tìm xe đồ chơi nào. Đấy các bạn ơi, mình móc được một cái bánh xe này này, không biết ở bên trong là một chiếc xe gì nào. Các bạn ơi, mình rất hồi hộp đấy các bạn ơi. Nào, múc nào, múc nào. Wow, các bạn ơi, múc nào, múc nào. Ui, các bạn ơi, múc rộng đấy nhà đấy. Các bạn ơi, mình múc được một chiếc xe gì có rất là nhiều bánh này. Toàn thấy bánh là bánh xe đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe gì toàn là bánh xe thôi này. Đấy, các bạn ơi, múc tiếp một gồng nữa nào. Múc tiếp nào, múc tiếp nào. Ui, các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông các bạn này. Mình cầm lên này. Ui, to con ơi. Siêu to khổng lồ. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy to chưa? To chưa? Rồi mình sẽ để đây nhá. Để đây thôi các bạn ơi. Nào, bây giờ cùng mình xoay cái bồn cho đều bê tông bên trong nào. Đó, xoay bồn. Nào, bây giờ mình sẽ múc cát để tìm xe đồ chơi tiếp. Đấy, múc nào. Múc nào. Múc nào. Ui các bạn ơi. Mình múc được một chiếc xe gì đấy các bạn ạ? Đây là một chiếc xe gì nào? Wow, rất là nhiều bánh nhỉ các bạn ơi, toàn là bánh xe này. Nào, múc nào. Wow, múc nào. Múc nào. Ui, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông. Wow, một chiếc xe bồn chở bê tông ngầu quá các bạn ơi. Ui, một chiếc xe bồn chở bê tông xịn xò đấy các bạn ơi. Ui, to quá. Xe bồn chở bê tông xịn quá các bạn ơi. Đó, mình để đây nhá. Đó, to quá, hai chiếc xe rồi, mình tìm được hai chiếc xe bồn chở bê tông, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Ui, hôm nay mình tìm được nhiều xe bồn trộn bê tông đẹp lắm. Đó, ui, các bạn thấy ngầu chưa? Đó, hay chưa? Rồi, mình sẽ để đây nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ múc để tìm tiếp xem còn xe gì không nào. Mình sẽ múc nào, múc nào, mình sẽ múc nào, múc nào. Ui, các bạn ơi, mình đã múc được một chiếc xe gì đấy. Hồi hộp lắm các bạn ơi. Đây, con này đây rồi. Đây rồi, đây là xe gì nào? Đây là xe gì nào? Wow! Các bạn ơi, đây là một chiếc xe gì ấy? Toàn là bánh xe đây này các bạn ơi. Nào, bới lên nào. Bới lên nào. Hồi hộp quá các bạn ơi. Ui! Các bạn ơi, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác rất là to. Wow, to lắm các bạn ạ. Xe to như này mới chở được nhiều rác đấy các bạn ơi. Một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác siêu to khổng lồ các bạn ạ. To quá. Rồi, các bạn ơi, mình tìm rất là nhiều xe ở đấy. Đây, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm tiếp các bạn nha. Đây, mình sẽ bới tiếp nào. Mình bới tiếp nào để tìm xe đồ chơi tiếp nào. Wow. Các bạn ơi. Các bạn ơi, mình bới nào, bới nào. Ui, các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, mình bới được một chiếc xe gì ấy. Đây này, các bạn ơi, đây rồi. Đây, mình tìm thấy một chiếc xe bồn chở bê tông các bạn ạ.
Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông này. Wow, đẹp chưa? Các bạn thấy chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông này có xịn không nào? Quá là xịn luôn nha. Wow, màu vàng nhá. Đấy, xe bồn chở bê tông đấy. Đây, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp. Mình hồi hộp lắm, không biết bên dưới còn xe gì không nào. À, bới nào. Bới nào. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ra một chiếc xe gì màu trắng trắng này. Các bạn ơi, các bạn chờ mình một chút để mình bới ra xem đây bên trong là xe gì nhá. Đây các bạn ơi, đây ơi, đây ơi. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây là một chiếc xe bồn chở. À, một chiếc xe ô tô cảnh sát G65. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nhá. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đó, chiếc xe này xịn xò quá. Nó mở được hai cánh cửa luôn. Mở được cả cửa sau này. Ui, vậy là chiếc xe này mở được ba cánh cửa luôn các bạn ạ. Wow, đẹp quá. Chiếc xe này xịn xò quá các bạn ơi. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, các bạn ơi, mình ở đây nhá. Nào, bây giờ cùng mình bới tiếp để tìm tiếp thôi. Hết rồi sao ấy. Rồi, bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi xịn xò hơn thôi các bạn ơi. Đi thôi. Đi thôi nào, đi thôi nào, đi thôi nào, đi thôi nào. Đây là một chiếc xe vận tải vận cầu cứu ô tô cảnh sát nhá. Đây, động cơ rất là mạnh đấy con ơi. Ôi, chiếc xe này đẹp nha các bạn nhờ. Đó, một chiếc xe cảnh sát cứu hộ ô tô cảnh sát. Một chiếc xe cần cầu. Đấy, các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát nhá. Đấy, một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát đấy. Động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Ui, hay quá các bạn ơi. Nào, đây nè, là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi đấy. Bip 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 bip. Ui, các bạn thấy hay chưa? Một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi. Ây, đây là một chiếc xe cần cầu nữa này các bạn ơi. Bip 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 bip. Ui, xe cần cầu đấy các bạn ơi. Ấy, các bạn ơi. Nào, cùng mình. Ui, đây là một chiếc xe tải địa hình này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải địa hình nha. Ui, các bạn thấy không nào? Một chiếc xe tải địa hình rất là xịn luôn. Ui, các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn. Xe bồn chở xăng dầu nha. Ui, các bạn ơi. Một chiếc xe bồn chở xăng dầu đấy. Wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cầu móc này. Ui, đây là một chiếc xe cần cầu móc nha. Wow. À, đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ừ, đây là một chiếc xe cầu chuyên đi múc cát đấy. Ui, các bạn thấy đẹp chưa nào? Wow, đẳng cấp chưa? Ui, cùng mình chơi với những chiếc xe đồ chơi siêu to khổng lồ đấy nhá. Đây có rất là nhiều xe đồ chơi rất là xịn xó luôn. Bắt đầu đồ vào trong vườn nhà mình kia các bạn ơi. Đó, hay chưa? Rất là nhiều xe đồ chơi quá là đẳng cấp luôn. Rất là xịn xó luôn đấy các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chơi chiếc xe nào đây. Đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc có cái dây này các bạn ơi. Đó, có cái dây này. Đó, như kiểu cần câu cá ấy các bạn ạ. Đó, rất là ngầu luôn. Đây là xe đua số 3 thế giới các bạn nhá. Một chiếc xe đua số 3 thế giới rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Ui trời, luôn đẳng cấp chưa? Wow. Ơi, chúng ta có một chiếc xe đua số 1 thế giới này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe đua số 1 thế giới rất là đẹp luôn. Hay chưa, các bạn thấy đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn nha. Chúng ta có một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là to và đẹp này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát 110. Các bạn thấy chiếc xe này giống xe taxi không? Rất là to luôn. Đó, hay chưa các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ có một chiếc xe cần cẩu móc poly siêu to khổng lồ. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc poly các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe này mình cẩu lên cho mọi người xem. Đó, hay chưa? Nào, bây giờ mình sẽ cẩu lên cao. Ui trời. Rồi, lên cao nữa. Wow. Các bạn thấy cao không? Rất là ngầu luôn nha. Lên cao. Wow. Mình đang cẩu một chiếc xe cần cẩu móc nữa này các bạn ạ. Đây, chúng ta có rất là nhiều xe đồ chơi rất là to. Mình cẩu tiếp một chiếc xe máy xúc lên cho mọi người xem này. Đó, hay chưa, wow, rất là ngầu luôn các bạn ạ. Rồi, mình ở đây nha. Đó, chiếc xe này quá là to và đẹp luôn. Mình rất là thích luôn. Đó, chúng ta có hai chiếc xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đó, một chiếc này, hai chiếc này. Đó, hai chiếc xe này rất đẹp. Ôi, chúng ta sẽ sang bên này xem có xe gì xịn để chơi các bạn ơi. Đây, mình sẽ mở. Ui cha, các bạn ở dưới những tàu lá chuối này có rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi ok nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đầu tiên là một chiếc đầu kéo container biến hình nhá. Sau rồi đó là một chiếc xe bồn trộn bê tông biến hình này. Rồi, sau rồi đó một chiếc xe bồn trộn bê tông. Đây là xe cứu hỏa biến hình này các bạn ơi. Đó, ngầu không? Cỡ này không? Và đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đó. Và đây là xe
Wow, đây là xe máy xúc này. Rồi mình mở tiếp là ui, cha, một chiếc xe container chở rất là nhiều máy xúc, rất là nhiều xe đồ chơi. Đây là ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Wow, ở trên này còn nhiều xe đồ chơi đẹp quá các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ mở những tàu lá chuối để tìm xe đồ chơi ở dưới tàu lá chuối các bạn ơi. Đó, rất là hay luôn. Đó, 1, 2, 3, ui. Đầu tiên là một chiếc xe nu đường hay sao ấy các bạn ơi, đúng rồi. Đây là một chiếc xe nu đường làm việc công trình các bạn ạ. Ui, một chiếc xe nu đường màu đỏ đẹp chưa, to chưa, ngầu không các bạn ơi. Rất là đẹp luôn, mình rất là thích chiếc xe nu đường ấy luôn đấy các bạn ạ. Rồi, đằng sau dưới sau đó là một chiếc xe tải này. Đó, rất là hay luôn nhá, rất đẳng cấp luôn. Đó, hay chưa. Một chiếc xe tải chở hai chiếc xe bíp đi các bạn ạ. Đây là xe bíp đưa đón các bạn học sinh nha. Rồi, chúc các bạn đi học vui vẻ nha. Đấy, đây là xe bíp đưa đón các bạn học sinh ấy. Ngầu lắm các bạn ơi. Rồi, tiếp tục mở tàu lá chuối này nữa các bạn ơi. Đây còn rất là nhiều tàu lá. Ui, đây mình mở tàu lá chuối này. Có một chiếc xe cần cẩu múc cát màu vàng rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, chiếc xe này có tay gạt để múc cát luôn. Đó, đây là xe tải chở rác màu vàng rất là xịn sò này các bạn ơi. Quá đẹp luôn, đẳng cấp lắm các bạn ơi. Chiếc xe này rất đẹp. Ui, đây là có một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Xe máy xúc cát cảnh sát luôn, rất là ngầu đẹp luôn. Đó, ôi chúng ta còn rất là nhiều xe, bây giờ mình sẽ mở tiếp. Ui, wow, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát của Ruby nhá. Ôi, xe này, ôi, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẳng cấp đấy các bạn ạ. Đó, tiếp tục đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, chúng ta có rất là nhiều xe đồ chơi rất là xịn rồi các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu móc kết hợp với cả xúc nạt luôn nhá, đẳng cấp lắm các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Ui, các bạn thấy ngầu không? Đấy, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát đầu khủng long ba sừng. Và đây là xe bồn trộn bê tông màu vàng siêu to khổng lồ, có cái bồn màu trắng các bạn ạ. Đấy, hai chiếc xe bồn này. Đây mình mở tiếp tàu lá chuối này xem có gì bên trong không vẫn nhá. Đây, mình mở tiếp nào. 1 2 3 1. Ui, cha, toàn là xe tải chở máy bay đấy các bạn ơi. Wow, xe tải chở ô tô kìa. Ui, cởi rất là nhiều đồ chơi luôn. Đầu tiên là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô 95 đua các bạn ạ. Rồi, rất là ngầu. Đây là xe tải đầu khổng long bạo chúa các bạn ơi, chở máy bay chở khách này. Đó, đẳng cấp chưa? Rồi đây là máy bay 2 tầng 4 cánh chở khách này các bạn ơi. Đó, một chiếc máy bay 2 tầng chở khách 4 cánh rất đẹp. Và đây là xe tải cảnh sát nha, đẳng cấp lắm các bạn ơi. Ô, chở máy bay chở khách này. Rồi, đây là máy bay trực thăng các bạn nhá. Đó, một chiếc máy bay trực thăng quân đội. Ơi, cha. Đây là một chiếc máy bay trực thăng tiếp này. Ui, đây có một chiếc xe tải khủng long ba sừng này các bạn ơi. Chở, ui đây là xe tải chở máy bay chiến đấu này các bạn ơi, rất là ngầu và đẳng cấp luôn. Đó, hay chơi. Wow. Các bạn ơi, đầu tiên là một hộp xe đồ chơi gì đây? Đây là hộp xe đồ chơi gì bí ẩn này, hồi hộp này các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe máy xúc hay sao ấy. Đúng rồi, đây là một chiếc xe tẩu múc cát nhá. Ui, đẹp quá, màu đỏ này. À, một chiếc xe cần cẩu múc cát màu đỏ rất là đẹp các bạn ạ. Thì chiếc xe này có thể múc được 7.000 tấn cát trên một cái gầu cát nhá. Đấy, chiếc xe này động cơ cũng rất là mạnh. Nào, bây giờ cùng mình để đây để mình khám phá tiếp cái hộp này có chiếc xe gì nào. Ui, các bạn ơi, đây giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cần cẩu. À, đây là xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu. À, xe này là xe cẩu rác các bạn ạ. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi cẩu rác và chở rác này. Có cái chuông để chúng ta để đến giờ để dọn rác hết các bạn ạ. Đây, bây giờ mình chạy thử luôn nha. Nào, kéo chiếc xe này ra là xe gì nào? Wow, một chiếc xe bồn chở bê tông nha. Chiếc xe này có thể xoay được cả bồn chứ đều bê tông bên trong đấy. Đó, chiếc xe này thì rất là đẹp, rất là mới, mình rất là thích chiếc xe luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo còn rất là nhiều xe đồ chơi mới ở đây này. Đây rồi, mình còn phát hiện ra ở đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 rất là đẹp luôn, rất là mới, rất là xịn các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này không? Đẹp quá, có thể mở được cánh cửa luôn. Có như thật luôn đấy các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này luôn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nào, động cơ cũng rất là mạnh các bạn ạ. Wow, đây mình phát hiện ra có một chiếc xe ô tô bán tải nhá. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải, xe cảnh sát. Xe cảnh sát này là xe cảnh sát bán tải nhá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát bán tải rất là đẹp và mới, mình rất là thích luôn đấy. Wow, ở đây còn rất là nhiều xe nha, cả xe cần cẩu móc này. Đây là xe cần cẩu móc đẹp quá các bạn ạ. Wow, xịn sò chưa? Các bạn có thấy chiếc xe này đẹp không nào? Wow, nó mới chưa này các bạn ơi. Wow, động cơ rất là mạnh luôn ạ.
Đó, hay quá các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe máy xúc cát nhá. Xe cẩu hút cát đẹp này các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Đây là máy xúc cát cần già rất là đẹp và mới này. Các bạn có thích không? Đấy, các bạn ơi, đâu, đây, đây. Đây rồi, mình còn phát hiện ra ở đây có bộ đồ chơi Zobi này. Zobi này, mới đẹp là Zobi bắn súng này các bạn ơi. À, cái bộ đồ chơi này rất là đẹp luôn nhá. Mình rất là thích luôn. Wow, bên này còn rất là nhiều đồ chơi đẹp này. Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này mới này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này bên trong có những chiếc xe gì nào? Có xe tải, xe cần cẩu nào? Bây giờ mình lấy ra, wow, xem bên trong là chiếc xe gì nhá. Ui, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe đẹp quá các bạn ạ. Đấy, đây là một chiếc xe này, là xe bồn chuyên đi chợ xăng dầu nha. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chợ xăng dầu, rất là đẹp luôn. Nào, ở bên này có cả xe, xe này là xe dọn rác nha. Đây là xe dọn rác, rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe môi trường dọn rác đẹp và mới chưa này. Ồ, các bạn có thích chiếc xe môi trường dọn rác này không nào? Bip bip bip. Đầu cơ rất là mạnh các bạn, động cơ rất là mạnh luôn. Wow, hay chưa? Bip 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 bip. Wow, ở đây còn rất là nhiều xe đồ chơi nha. Wow, có cả xe này là xe môi trường dọn rác này. Các bạn thấy cái hộp đồ chơi này mới không nào? Wow, có cả xe chở rác dọn rác này. Ồ, xe cứu hỏa này, à, xe tưới nước này, xe cần cẩu này. Ồ, các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra còn nhiều bộ đồ chơi mới này. Đây là bộ đồ chơi súng bắn này. Ồ, súng bắn tỉa này. Các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi súng bắn tỉa rất là đẹp này. Wow, hay chưa? Đó, bộ đồ chơi súng bắn tỉa này rất là đẹp nhá. Ở đây mình phát hiện ra bộ đồ chơi súng bắn xốp, đạn xốp này. Đây là bộ đồ chơi súng bắn đạn xốp cũng rất là đẹp này. Các bạn ơi, wow, mới đẹp chưa này. Wow, các bạn thấy không nào? Ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều đồ chơi mới nha. Đây rồi, đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi có những chiếc xe 95 rất là đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này rất là mới nha. Bây giờ mình sẽ lấy ra xem ở bên trong có những chiếc xe gì nào. Wow, có cả xe 95 màu vàng, xe 51 này. Đây là một chiếc xe 51, xe địa hình màu vàng này. Đó, động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. À, các bạn có thích chiếc xe này không? Bi 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 bi. Wow, đây là một chiếc xe cứu hộ rất là đẹp nữa này các bạn ơi. Bi 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 bi. Wow, đây là một chiếc xe. À, xe 95 này đẹp quá. Bây giờ mình sẽ đi tìm xe đồ chơi mới đi. Đây, bây giờ mình chơi nốt chiếc xe này là xe 20 này. Bi 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 bi. Ui, các bạn ơi, mình tìm thấy chiếc xe gì này. Ui, các bạn ơi, đây là xe gì? Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu gỗ các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cẩu gỗ bự khổng lồ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi chở gỗ và cẩu gỗ. Ê, các bạn ơi, hạ cần, hạ cần. Đó, một chiếc xe vận tải vận cẩu rất là xịn đấy các bạn ơi. À, chiếc xe này sẽ được cầm nhá. Nào, bây giờ mình phải chạy được luôn chiếc xe này nhá. Đó, các bạn ơi, chiếc xe này có xịn không nào? Beep, 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 beep. Đây các bạn ơi, tiếp theo ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông đấy, có thể xoay được cả bồn chứ đèo bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe bồn trộn bê tông này không? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bạo chúa nhá. Wow, chiếc xe này mới quá này các bạn ơi. Rồi bây giờ mình phải chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Một chiếc xe cá mập siêu bạo chúa có vòi trộn bê tông này. Wow, chiếc xe này mới quá. Bip 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 bip. Ui các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tìm tiếp nào. Đây, mình tìm thấy một chiếc xe gì đây, chở một chiếc xe ô tô màu đỏ này. Đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe ô tô màu đỏ rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe ô tô 79 đấy. Ui, bip 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 bip. Đó, hay chưa? Ui, bip 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 bip. Ui các bạn ơi, tiếp theo mình lại tìm thấy một chiếc xe này nè. Wow, đây là một chiếc xe gì đây nào? Đây là một chiếc xe chở tên lửa. Đây là một pip 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 pip. Ồ, ở đây nữa nha. Đây mình vừa phát hiện ra ở đây có một chiếc xe. Xe này là một chiếc xe tải chở đất này. Đây là một chiếc xe tải chở đất ít các bạn ạ. Wow, chiếc xe tải chở đất này xịn quá các bạn ạ. Nâng thùng. Wow, chiếc xe này mới và đẹp quá các bạn ơi. Ui, đó hay chưa? Ui các bạn ơi, ở đây mình còn tìm thấy một chiếc xe nữa này. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát cá mập siêu bạo chúa ấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Bip. Ui, ở đây mình phát hiện ra xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ. Xe đặc cả bồn. Wow, hay chưa? Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông, hai chiếc xe bồn trộn bê tông này. Ba chiếc xe bồn chở bê tông luôn này các bạn ơi. Wow, bốn chiếc xe bồn chở bê tông này. Ui, năm chiếc xe bồn chở bê tông xịn quá các bạn ạ. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác này các bạn ơi.
xe cần cẩu rác đẹp quá, hạ cần luôn. Ui, xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bảo chúa này các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bảo chúa nha. Wow, ui các bạn ơi, ở bên này mình còn phát hiện ra một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bảo chúa này. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe bồn nha. Đây là xe cẩu múc cát siêu cá mập bảo chúa luôn này các bạn ơi, xe cẩu múc cát này. Ồ, xe cẩu múc cát cá mập siêu bảo chúa siêu to khổng lồ ấy các bạn ạ. À, các bạn có thích chiếc xe cẩu múc cát siêu bảo chúa này không? Ui, đây là một chiếc xe đen siêu khổng lồ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải đen nha. Ui, đây có một chiếc xe máy xúc cát rất là to này các bạn ơi. Đây là xe máy xúc cát này. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Đó, to khổng lồ luôn đấy. Ồ, đây là một chiếc xe máy xúc này. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đó, đây xoay được bánh nha. Đây, đây là một chiếc xe cần cẩu. Đây là xe cần cẩu Bonny rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu Bonny nhá. Ui, đây là xe bồn trộn bê tông rất là xịn nè, xoay được cả bồn này các bạn ơi. Wow, hay chưa, xoay bồn xoay bồn cho đầu bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Ồ, chiếc xe này xoay bồn này. Ui, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi, xoay cả bồn này. Ui, đó, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông nữa này các bạn ơi. Đây cũng là một chiếc xe bồn trộn bê tông con hổ. Wow, xoay bồn này các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu bự này. Ui, đây bây giờ mình sẽ chọn ra một chiếc xe để đi tìm xe đồ chơi. Đây, xe cần cẩu này. Bây giờ xe cần cẩu sẽ đi tìm xe đồ chơi mới. Pip 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 pip. Ui các bạn ơi, đây là đầu ruộng của con bò, cái con bò kìa. Đây rồi, mình tìm thấy một rổ xe đồ chơi này. Bây giờ mình xem ở cái rổ xe đồ chơi này có chiếc gì. Đầu tiên là một chiếc xe cẩu múc cát này các bạn ơi. Đây là xe cẩu múc cát này. Wow, mình sẽ giấu ở đây nhá. Các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe tàu điện siêu tốc độ này. Đấy, một đây là một chiếc xe ủi cát đấy các bạn, là xe ủi cát nha, rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Một chiếc xe ủi cát nha. Ui, đây mình còn phát hiện ra một chiếc máy xúc cát nữa này. Đây là xe cẩu múc cát này. Ui, đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát. Đây là ui, đây là người nhận lái xe máy xúc cát này các bạn ơi. Ồ, đây mình còn phát hiện ra đây có một chiếc máy bay trực thăng này bay lên bầu trời cao này. Wow, đây nữa này, đây có một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe máy xúc luôn này. Đây có một chiếc xe lửa các bạn. Đây là một chiếc xe lửa chở con rùa, con cá biển này các bạn ơi. Wow, hay chưa. Tiếp theo là một chiếc xe lửa nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa nha. Wow, đây là một chiếc ô tô Lamborghini này. Wow, đây là một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tăng. Ui, đây là một chiếc xe tăng này các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe tăng luôn. Đây cũng là một chiếc ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Wow, đó, đây là một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Oh, đó, đây là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Wow, đây, đây là một chiếc xe ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe ô tô bán tải các bạn ạ. Đây là xe ô tô bán tải nha. Wow, đây nữa các bạn ạ, đây là một chiếc xe dưới đây, đây là một chiếc xe bíp này các bạn ơi. Đó các bạn ơi, đây thì mình phát hiện ra rất là nhiều xe tải chở lúa đi phơi này. Đây là xe ben chở lúa đi phơi này các bạn ơi. Một chiếc xe ben, hai chiếc xe ben này. Bây giờ mình sẽ đào lúa, để đào cái đống lúa để tìm xe đồ chơi nào. Ui, bới nào, bới nào. Wow, các bạn ơi, mình bới được một chiếc xe gì đây này. Ô, mình bới được một chiếc xe gì đây các bạn ơi. Đây rồi, mình bới được một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông xịn quá này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này rất là mới nha, mình rất là thích chiếc xe bồn trộn bê tông này luôn. Rồi bây giờ mình ở đây nha, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm những chiếc xe đồ chơi tiếp nào. Wow, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì đó này các bạn ơi. Đây nha, đây ơi, mình tìm thấy một chiếc xe máy xúc cát này. Xe cần cẩu múc cát. Ui, múc cát à. Wow, chiếc xe này đẹp quá. Xoay này, xoay múc nào, múc nào. Wow, múc nào, múc lúa nào, múc cát nào. Wow, chiếc xe cần cẩu múc này rất là đẹp luôn. Wow, các bạn thấy hay chưa? Xe múc cát này đẹp quá các bạn ạ. Ui, ở đây mình còn tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi nữa này. Ô, ở đây mình bới tiếp nè, mình bới tiếp để tìm xe đồ chơi tiếp. Ui, các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe lưng hàng này. Đây là một chiếc xe lưng hàng rất là đẹp này. Wow, đây, các bạn thấy hay chưa? Một chiếc xe lưng hàng. Ui, đây là một chiếc xe chuyên đi lưng hàng rất là xịn sò này các bạn ơi. Ô, đấy, các bạn thấy chiếc xe lưng hàng này có đẹp không nào? Ồ, một chiếc xe chuyên đi lưng hàng rất là mới và đẹp đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe lưng hàng này không nào? Ồ, đẹp quá các bạn ơi. Ui, đây mình sẽ chạy thử là pip pip pip. Nào, bây giờ mình sẽ tìm tiếp nào.
Ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe gì đây này. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe xúc lật này. Đây là một chiếc xe chuyên đi ủi cát nhá. Đúng rồi, đây là một chiếc xe chuyên đi ủi cát đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này rất là mới luôn nhá. Là ủi nào, ủi nào, ủi nào, ủi nào. Wow, hay chưa các bạn ơi, chiếc xe này đẹp chưa nào. Đó, một chiếc xe rất là mới và đẹp luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Wow, rất là mới nhà mình ở đây nhá. Đó, hay quá các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, đây là xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Rồi, mình ở đây nhà nào. Tiếp theo, mình lại tìm thấy có xe máy xúc cát đây này. Wow, các bạn ơi, đây là xe cần cẩu múc cát này. Ui, múc cát, múc con cá chê siêu to khổng lồ. Múc con cá chê, múc con cá chê. Đấy, một chiếc xe cần cẩu múc cá luôn đấy các bạn ạ. Đẹp chưa này. Rồi, mình ở đây nha các bạn nha. Đó, xịn chưa, mình ở đây nha. Đó, hay chưa các bạn ơi, chiếc xe này đẹp không nào, quá là mới và đẹp luôn. Ui các bạn ơi, mình mới nè. Ui, mình lại tìm thấy một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Đó. Wow, các bạn ơi, ở trong này mình tìm thấy một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe tải nhá. Một chiếc xe tải Ben Bundy rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này rất là đẹp nhá. Nào mình tìm tiếp ở trong này xem có xe gì nữa không nào. Wow, các bạn ơi, mình tìm tiếp nha, mình tìm tiếp xem trong này có xe gì nữa không nhá. À, đây có mấy con cá các bạn, đây có mấy con cá rồi, không có xe gì đâu. Đây con cá chê này, mình tìm cho con có con có con cá hay là có chê gì không nhá. Wow, các bạn ơi, cá chê. Wow, xe tải chở rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Đây là xe tải chở rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Nào, bây giờ cùng mình khám phá xem có những chiếc xe gì nào. Ô, đây là xe bồn trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông khủng long nha. Wow, xịn quá này các bạn ơi, xoay cả bồn luôn đấy. Đây là xe ô tô đội mũ này. Ôi, có hai đèn pha này các bạn ơi. Oen 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 oen. Đó, hay quá các bạn ạ. Ô, đây là xe trộn bê tông khủng long ba sừng này các bạn ơi. Nào, bây giờ cùng mình khám phá xem còn xe gì nữa không nào. Mình bới này xem có xe gì không nhỉ. Ui các bạn ơi, nào bới nào, bới nào. Wow, mình bới được có xe gì không nào các bạn ơi. Ui, bới nào, bới nào. Wow, mình bới được một con rùa. À, các bạn ơi, mình kết thúc video ở đây. Các bạn là video mới nha, bye bye các bạn nha. Cần cẩu luôn. Ở trên này là hai chiếc máy xúc cát cần dài nhá. Đây là máy xúc cát cần rất là dài các bạn ơi. Đây, gầu bằng sắt nguyên khối này các bạn này. Đấy, máy xúc cát này nhìn xịn chưa. Ở bên trong có cả ghế ngồi này. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi. Ui, xịn chưa. Rồi, ok. Giới thiệu với các bạn, ở bên này có cả xe bíp này. Đây là xe bíp cảnh sát nhá. Đấy, đẹp chưa. Nào, đây là một chiếc xe này nè. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở rác này. Xe này chưa đi chở rác các bạn nhá. Chiếc xe này quá là đẹp luôn. Đấy, mở lắp thùng này, này, máy xúc cát này các bạn ơi. Đấy, máy xúc cát này. Luôn này các bạn ơi, múc nào. Đấy. Ai cha. Đây là một chiếc xe Ben cảnh sát này. Wow, đẳng cấp luôn nhá. Đấy, có hai cái còi luôn. Cabin màu trắng các bạn nhá. Đấy, các bạn tài xế đang chào các bạn ấy. Ok. Oh, let's go. Một chiếc xe môi trường dọn rác nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Giữ gìn cho môi trường xanh xanh sạch đẹp nhá. Đấy. Cabin màu trắng, cái thùng màu xanh các bạn ơi. Em đi làm việc rồi. Chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là xe cần cẩu móc. Wow, pip 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 pip. Pip 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 pip. Wow, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe dọn xe bít này. Pip 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 pip. Wow, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. Pip 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 pip. Ui, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe bồn chuyên đi chở xăng dầu này. Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đấy các bạn ạ. Pip 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 pip. Wow, ui, đây rồi, đây là một chiếc xe tải nhá. Một chiếc xe tải Ben chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe Ben chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Wow, rồi các bạn ơi, mình lại cứu xe đồ chơi tiếp nào. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. Wow, đấy các bạn thấy không nào. Đây, mình lại phát hiện ra đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông đấy các bạn ạ. Ui, bắt đầu. Chiếc xe này đẹp chưa này các bạn ơi. Ồ, rất là mới luôn. Rồi, các bạn ơi, còn phát hiện ra một chiếc xe này là xe môi trường chở rác này. Đây, đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này các bạn ơi. Wow, chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này đẹp quá các bạn ơi. Ôi, đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe lân ngang này. Wow, đây là một chiếc xe lân ngang đấy các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, đây là xe lân ngang nha, quá là đẹp luôn. Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc xe máy xúc cát này. Ui, đây là xe cần cẩu chuyên đi múc cát đấy các bạn ơi.
Ủa chiếc xe này rất là mới luôn, mình rất là thích chiếc xe cần cẩu giúp khác này đấy. Các bạn ơi, ô tô, máy bay, xe tăng này. Các bạn ơi, ui ô tô, máy bay, xe tăng xịn quá. Wow, các bạn ơi, tiếp theo là xe bíp, máy bay chở khách này, ô tô này, xe bíp này. Wow, các bạn ơi, tiếp theo nào, ở đây có cả máy bay chiến đấu, cả ô tô nha các bạn ơi. Ui xịn xò chưa này các bạn ơi, ui hay quá hay quá. Wow các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận tàu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Cabin màu trắng này, wow, một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Wow xịn xò chưa. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có cả đồ chơi bác sĩ này các bạn ơi, đồ chơi bác sĩ nha. Uầy các bạn ơi, nào tiếp theo nào, ở đây mình phát hiện ra có cả máy bay trực thăng, có cả xe mô tô, có cả xe cứu hỏa này các bạn ơi. Wow đẹp quá. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu đây. Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu rất là đẹp này các bạn ơi. Ồ hay chưa. Đây là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu ấy các bạn ạ. Wow đẹp quá các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra có cả ô tô nha. Ô tô rất là đẹp này các bạn ơi. Ô tô rất là xịn này các bạn ơi. 12 chiếc ô tô đua nha. Wow các bạn ơi. Tiếp theo nào. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe đồ chơi này. Ở đây mình phát hiện ra có bộ đồ chơi, có cả súng bắn bắp ngô này, súng bắn ra bắp ngô này. Ui đẹp chưa các bạn ơi. Đây súng bắn ra súng bắp ngô này, đây là súng bắp ngô nha. Wow súng bắp ngô nha các bạn ơi. Ui hay chưa. Wow súng bắn ruby, súng bắn ruby đấy các bạn ạ. Chút nữa mình sẽ mở để mình chơi nhá, cái hộp đồ chơi này mới quá các bạn ạ. Súng bắn ruby này. Wow các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Đây là xe tải chở ô tô cảnh sát này, ô tô cảnh sát màu xanh màu vàng này, màu vàng đẹp quá. Wow ô tô cảnh sát này đẹp quá các bạn ạ, động cơ rất là mạnh luôn đó. Hay quá các bạn ơi, đẹp quá. Ồ, đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát thôi. Nào, bây giờ mình để giới thiệu với các bạn tiếp theo là một khẩu súng bắn ruby này. Đây là khẩu súng bắn ruby, đẹp quá các bạn ạ. Ui, khẩu súng bắn ruby nha, wow. Ở đây nữa mình còn phát hiện ra có một khẩu súng bắn ruby nữa này các bạn ơi. Khẩu súng bắn ruby này đẹp quá các bạn ạ. Wow hay chưa. Nào bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Đây rồi, mình phát hiện ra ở đây có một chiếc xe cần cẩu nha. Ui các bạn ơi hay chưa, một chiếc xe cần cẩu này. À xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Wow hay chưa. Đây rồi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi mới này các bạn ơi. Wow đây có cả ruby bạch tuộc nha, ruby bạch tuộc này. Wow đây ruby bạch tuộc nha, có cả con ong này, con rắn này. Wow đây nữa, đây có một chiếc xe máy xúc cát này, xe máy xúc cát cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát cảnh sát, đẹp quá các bạn ạ. Wow các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra có một bộ đồ chơi mới nữa này. Đây nha, đây rồi mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có hai robot chiến đấu nha. Đấy, hai siêu nhân luôn này các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này đẹp quá các bạn ạ. Wow mới quá các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi súng bắn ruby nữa này. Đây là bộ đồ chơi súng bắn ruby rất là đẹp này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Wow hay chưa. Wow đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông đẹp chưa này. Đấy xoay được cả bồn luôn nha, đẹp quá các bạn ạ. Wow hay chưa. Wow các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi ruby này, ruby này. Wow có cả máy bay này, có ui bộ đồ chơi về đồ bảo vệ. Ui ô tô biến hình thành robot này, đây là đầu kéo container này các bạn ơi. Wow súng bắn ruby này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ, đẹp quá súng bắn ruby đấy các bạn ạ. Ui ở bên này mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này là bộ đồ chơi súng bắn ruby. Ui các bạn ơi, mình phát hiện ra một chiếc xe gì đây. Đây là một chiếc xe, ui đây là khẩu súng bắn ruby đây này các bạn ơi.
đây là khẩu súng bắn Ruby này này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ạ. Wow, súng bắn Ruby, súng bắn súng đại bác, súng đại bác, súng bắn Ruby, súng bắn Ruby. Wow, ở bên này mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi xe công trình, không cả xe trộn bê tông, xe dọn rác, xe dọn rác này. Đây là xe trộn bê tông này. Wow, xe dọn rác này các bạn ơi. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này đẹp quá này, có cả súng bắn Ruby này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui nào, ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cả xe tải, xe trộn bê tông, cần cẩu, máy xúc kìa các bạn ơi. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Nào, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp này. Cái bộ đồ chơi này có cả các bạn ơi, cái bộ đồ chơi này đẹp nhờ. Wow, đây rồi, cái bộ đồ chơi này mới đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này wow, có cả bạch tuộc kìa, Ruby bạch tuộc luôn kìa các bạn ơi. Các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa? Đây là máy xúc cát điều khiển từ xa đấy các bạn ạ. Chút nữa mình sẽ chơi sau nha. Wow, các bạn ơi, ở đây mình còn phát hiện ra rất là nhiều đồ chơi này. Đây là mặt nạ của người nhện nha, có cả người nhện, có cả cái khiên kìa các bạn ơi. Đây rồi, đây là bộ đồ chơi có cả khủng long này, khủng long này. Wow, hay chưa, hay chưa. Ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi có cả xe tăng, xe lửa nha, đó, xe tăng, xe lửa này. Wow, tàu thủy này, ui, xe tăng, xe lửa, máy bay, tàu thủy nha. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra có cả xe container này. Wow, có cả xe tải này, xe tải chở đất này các bạn ơi. Wow, xe cần cẩu móc này. Wow, xe cần cẩu móc đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây có một chiếc xe này là xe bồn nhà nào. Bây giờ cùng mình đi tìm xe đồ chơi thôi. Wow, ở bên này mình phát hiện ra có một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này, xe tải nha. Wow, đây có một bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, đây có bộ đồ chơi này rất là đẹp nha. Ui, đây có cả xe máy xúc này. Đây là xe máy xúc nha. Ui, múc nào, đó, múc nào. Đây là xe cần cẩu múc cát, múc nào, múc nào. Wow, đây có cả xe tải chuyên đi chở đất này, xe tải chuyên đi chở đất đấy các bạn ạ. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đây có cả xe bíp này, xe bíp đẹp quá. Wow, đây là xe xúc lật này, đây là xe xúc lật nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Wow, đấy các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn đây cái đây là bộ đồ chơi này mới đẹp này, đây là bộ đồ chơi này mới xịn này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi mặt nạ này, ui, có một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Bây giờ xe cần cẩu sẽ đi tìm xe đồ chơi đây. Wow, đây là một chiếc xe xúc lật này các bạn ơi. Đây là xe xúc lật đẹp quá các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe xúc lật này luôn. Các bạn có thích không? Nào, bây giờ mình chạy thử luôn chiếc xe xúc lật đấy nha. Nào, ô tô cảnh sát G63 nha. Đây là ô tô cảnh sát G63. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn ơi, hẹn các bạn ở video mới tiếp theo với kênh của mình nhé. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye 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 nha. Móc này các bạn ơi. Ui, xe cần cẩu móc nha. Ui, to quá, đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ. Ui các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe này, là một chiếc xe dọn rác nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là đẹp đấy các bạn ơi. Ui các bạn có thích chiếc xe dọn rác này không nào? Ui. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên. Wow, xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc rất là xịn này các bạn ơi. Ui, xe cần cẩu móc này đẹp quá các bạn ơi. Ui, mình rất là thích chiếc xe cần cẩu móc này luôn. Ồ, các bạn có thích chiếc xe cần cẩu móc này không nào? Bây giờ mình chạy thử luôn nha. Pip 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 pip. Wow, đẳng cấp quá các bạn ơi. Pip 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 pip. Ui các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe gì đây nào? Đây là một chiếc xe dọn rác này. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên dọn rác. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Xịn quá. Ui các bạn ơi, chiếc xe dọn rác này có xịn so không nào? Đẳng cấp chưa nào? Ồ, một chiếc xe dọn rác, xe môi trường chuyên đi dọn rác này. Các bạn có thích chiếc xe dọn rác này không? Wow. Pip pip pip. Pip 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 pip. Ui, đây là một chiếc xe dọn rác. À, xe này là xe trộn bê tông đấy các bạn ạ. Ồ, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông siêu to, siêu bự này các bạn ơi. Ồ, chiếc xe bồn này đẹp quá các bạn ơi.
bíp 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 bíp. Wow, các bạn ơi, bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có xe gì nào. Ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát, đây là máy xúc cát này các bạn ơi. À, chiếc xe này to quá. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn nào. Vinh, 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 vinh. Tốc độ đỉnh cao rồi. Vinh, 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 vinh. Ui, chạy nhanh lắm các bạn ơi. À, một chiếc xe bồn chứa bê tông to hơn xe máy các bạn ơi. À, chiếc xe này to quá. À, chiếc xe này đẹp quá. Vinh, 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 vinh. Các bạn ơi, xe bồn chứa bê tông to hơn nữa này các bạn ơi. Ui, xoay được cả bồn luôn này các bạn ơi. À, chiếc xe này đẹp quá nha. Nào, mình chạy thử luôn đốc. Ôi, chiếc xe này to. Vinh, vinh, vinh. Ôi, ôi, xoay bồn, xoay bồn. À, bây giờ mình sẽ cho bạn xem có cái vòi chút bê tông luôn. Đó, chiếc xe này có 4 cái còi các bạn ạ. Nào, chạy thử luôn nào. Đi làm việc thôi. Vinh, 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 vinh. Màu vàng siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đó, máy xúc cát siêu to luôn. À, múc thử nào. Múc thử nào. Ui. Đây, máy xúc cát to hơn nữa này các bạn ơi. Mà xe cần cẩu xúc cát này rất to đấy các bạn ạ. Ôi, to lắm nha. Ơi, xe cần cẩu múc cát này có 4 cái bánh rất là ngầu các bạn ơi. Ơi, trời, nhiều xe quá các bạn ạ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Bi 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 bi. Ui. Ở bên này là nhiều xe bồn đấy nhỉ các bạn ơi. Xoay bồn luôn này. Chiếc xe này cũng có 2 còi luôn này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp đấy. Đó, xoay bồn nó có 2 còi nhá. Chiếc xe này thì rất là đẹp. Ơi, xe bồn trộn bê tông boni. Ơi, xe bồn trộn bê tông boni nữa các bạn ơi. Màu xanh nhá. Ơi, cha cha, trên này có máy xúc cát cảnh sát này các bạn ơi. Ôi, máy xúc cát này to quá. Ôi, nhờ máy xúc cát to quá các bạn ạ. Múc thử nào, múc thử nào. Có 2 còi luôn, chiếc xe này có 2 còi luôn nhá. Ui, có bạn tài xế, có bạn tài xế kìa. Các bạn tài xế đang chào các bạn đấy. Ơi cha, xe cần cẩu móc phải các bạn ơi. Xe cần cẩu móc 3696 các bạn ạ. Ờ, rút được cần dài đây này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cẩu móc này mình cẩu một cái bạn xe kia lên chơi chơi nhá. Đây mình dùng chiếc xe bạn này. Ơi cha 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 bạn ơi. Đây có một bạn xe cần cẩu móc to hơn bạn xe máy các bạn ạ. Bạn xe này to hơn nhá, bạn xe này khổng lồ luôn, siêu to luôn. Đây là bạn. Ơi cha cha, bên này còn một bạn xe cần cẩu móc boni màu xanh to hơn nữa này các bạn ơi. Ôi bạn xe này to quá này. Ôi khổng lồ luôn đấy các bạn ạ, bạn xe cần cẩu móc này khổng lồ đấy. Ơi có lắm các bạn ạ, màu xanh mình rút cần ra này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cẩu bạn xe máy xúc này lên. Ui cao lên lên được lên này. Ui cong cần này. Ôi ui ngầu các bạn ơi. Thôi bây giờ đi vào đống cát này mình tìm xe đồ chơi nhá. Đây đây các bạn ơi, cái đống cát nhà mình rất là trong một đôi xoay được cần luôn này các bạn ơi. Này bạn xe này đẹp nhá. Đó múc từ nào, một gầu luôn nó thêm một gầu nữa là 2 gầu này. Đó rất là ngầu các bạn ạ. Đó ổi nào. Ui dinh 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 dinh. Ơi móc máy xúc này này. Đó, mình đang cẩu một bạn máy xúc cát này, rơi rồi, rơi, 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 rơi. Móc lại, móc lại, móc lại. Móc lại, móc vào cabin nhá, đó. Lên nào, lên nào. Ui, đẳng cấp các bạn ạ. Rồi, ok. Rồi, mình ở đây nhá. Net go, net go. Đó, chiếc xe này đẹp nhá. Rồi, tiếp theo nào. Mình sẽ, đây là xe xúc đặt này. Các bạn, pip, 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 pip. Đây, đây, đây. Mình sẽ ở đây các bạn nhá. Mình ở đây nhá. Đây là ô tô giống xe bán tải, gọi là xe địa hình đấy. Xe này là xe cảnh sát luôn, màu trắng, gầm cao các bạn ạ. Có 4 cái bánh luôn. Vinh vinh, động cơ mạnh lắm con ạ. Vinh 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 vinh. Đây 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 các bạn ơi. Đã có mấy chiếc xe đây, đây đây. Chiếc xe màu xanh này cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Chiếc xe này động cơ mạnh lắm các bạn ạ. Vinh 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 vinh. Động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Vinh 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 vinh. Rồi, tiếp theo. Đây là xe ô tô cảnh sát màu đỏ siêu to khổng lồ các bạn ạ. Có chiếc xe này rất là to và đẹp luôn. Vinh vinh vinh. Xe cảnh sát màu đỏ nha, chiếc xe này màu. Và đây là xe tăng đó nha, một chiếc xe tăng ấy. Đi đi, xe tăng siêu to khổng lồ ấy các bạn. Đi 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 đi. Đúng, băng 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 băng. Tăng siêu to khổng lồ luôn ấy các bạn ơi. Mình rất thích chiếc xe tăng ấy luôn. Wow, động cơ mạnh mạnh. Đây đây, máy xúc cát siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Đây, máy xúc cát siêu to khổng lồ nha. Đó, có cả gương này, có cả ủi cát luôn này. Nó đẳng cấp không có lần. Ôi trời, rất là nhiều cát các bạn ạ. Đây là máy xúc cát. Ơi cha cha, xe tải ben chở cát này các bạn ơi. Xe tải ben chở cát của Ruby ấy các bạn ạ. À, múc thử nào. À, múc lên xe tải ạ. Ôi trời, một gầu ở đầy xe tải các bạn ạ. Một gầu đã xe. Ơi cha. Bốc luôn tay các bạn ạ, bốc luôn tay cho nó ngầu. Đó. Ở đây thùng là đi chút ben rồi. À, mình sẽ đi chút ben nào nào. Bây giờ mình sẽ bật ben nha. Nào bật ben ạ, chút ben. Đó, các bạn thấy hay chưa, ngầu chưa? Rồi bây giờ mình sẽ dùng bạn xe này đi tìm xe đồ chơi nha. Vào trong sân cho mình nhá. Vinh là nhiều xe cần cẩu này các bạn ơi. Xe cần cẩu, cẩu xe xúc lật, xe cần cẩu, cẩu xe nu kìa. Bây giờ cùng mình xem có chiếc xe gì xịn không nào. Đây có một chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Xe cần cẩu này, hai chiếc xe cần cẩu luôn. Ui, ba chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe cần cẩu, cẩu máy xúc cát này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe cần cẩu, cẩu xe xúc lật này các bạn ơi.
Đây có một chiếc xe cần cẩu, cẩu xe nu đường này các bạn. Đây là xe cần cẩu, cẩu xe lưng hàng này. Bây giờ thì cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nhỉ. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đấy các bạn ơi. Đây là xe tải chở ô tô 2 tầng luôn nhá. Chiếc xe này xịn lắm, hạng được cả thùng này. Đấy, các bạn thấy không? Chiếc xe này xịn lắm. Bây giờ mình phải lưng thùng lên này, lưng thùng này. Đây, đây là một chiếc xe tải chở ô tô 2 tầng đấy các bạn ạ. À, chiếc xe này...